Ok, thôi lên em, chúng ta lại tiếp tục con game Hoạt Hiệp Truyện này thôi. Tôi cũng update lên phiên bản mới rồi, sử dụng lại cái bản dịch thực luôn. Tuy nhiên lần trước chúng ta chơi á là cái phiên bản khác nó không có đồng bộ hay xếp với phiên bản này được. Tôi cũng không hiểu sao nữa, chắc cho cái bản Việt hóa đó. Nên chúng ta chơi lại từ đầu luôn ha. Đây là cái file tôi mới chơi lại từ đầu, cũng đi đi gần gần đến cái đoạn lần trước chúng ta chơi rồi. Cũng mới bị mà ông trưởng môn ông hứa gả sư muội do mà đại sư huynh đó, nên cũng khá là buồn chán sợ chết. Thì bây giờ nó có thêm cái mục là tháng 6 trung tuần nè. Cái bản quyệt phá này nó cũng có một số cái lỗi nữa, nhưng mà tôi cũng chả biết làm sao. Nên thôi, rồi chúng ta đi quét dọn sân cho mọi người tập luyện. Rồi đi giúp ông mà Tam sư huynh, ông làm việc. Đây, làm việc lặt vặt cho ông. Giúp cái này là tính tình mình nó xuống cấp dữ vậy ta. Học vấn lên 8, học vấn mình đầu game cố gắng lên 10 để mình học mấy cái bí tịch. Mình có thể đi ra ngoài tông môn nữa nè, ra sau núi là để học võ nè. Học võ thì nó phụ thuộc vào cái số này của mình, cái điểm võ học này của mình để tu luyện bí kíp á. Nhưng mà trước mắt thì chưa có luyện được đâu, nên bây giờ đi qua đây giúp ông nhị sư huynh chế thuốc. Ủa không có giúp ổng hả? À, mình tự làm luôn nè. Đạo đức mình xuống cấp trầm trọng luôn, hướng tâm cực xuống luôn, danh tiếng cũng xuống nữa. Mình chế độc theo không có theo công thức ghi trong đó mà tự sáng tạo là bậy thùng bạ nên con hết. Trời ơi, ông ơi là ông đi chế tạo thuốc gì đó. Ủa hả, bây giờ mình chế cái hoa thủy tiên gì nè, chứ không còn xa xích luyện nữa, chế lại từ đầu luôn hả? Làm sao ta không hiểu cho lắm. Xa xích luyện là cái gì, còn cái này là cái gì không hiểu. Thôi cứ để nó đi. Điểm này thì mình có một số cái điểm để mình tăng lên, là bây giờ mình có 2 điểm, 12 điểm điện đan nè, không có điểm gàn, có 8 điểm võ học. Võ học thì tôi mới mua của thằng Tứ mấy cuốn sổ á, mình về đây mình đi đánh bạn tí cho nó lên điểm ha. Đây tự do nghỉ ngơi nè, đi đánh bạc đó. Quay trên 50 là mình thắng, dưới 50 là mình thua. Nhân phẩm kém quá, chúng ta nghịch tiền cải vận luôn. Hả? 33 xuống còn 32. À, vẫn 32, quay tiếp. Sao mà đen với gì ta? Đánh bại mà thua hoài vậy? Trời ơi. Thôi, win rồi, win rồi. Đồng tiền xương máu, 1.000 bạc. Hướng tâm mình hơi tụt tí. Ngoài ra thì bây giờ mình có thể đi ra đại môn ở đây nữa nè. Đi ra đây thì mình có thể là đi chợ buôn bán, hoặc là đi chợ đông đúc. Đi chợ đông đúc này thì mình sẽ tiêu tiền cho nó lên tí điểm tâm tướng này. Đi dạo phố thì là bắt gặp sự kiện gì không tôi cũng không biết. Mất 100 bạc lên đường tí điểm. Rồi đi giúp ông nhị sư huynh tán gẫu với ổng đi. Tán gẫu với ổng có lên học vấn không ta? Hả? Mới bấm cái gì không kịp nhìn luôn. Rồi mình sẽ đóng phí 50 điểm đóng góp cho bảo. Ồ, rồi bây giờ mình được tuyển dụng vô cái đầu não của đường môn, nhớ rồi. Vô đây mình được hội họp với đường môn nói chuyện gì đó, 50 điểm thì mới được cái này. Tổng dài mình làm việc nhiều lắm rồi đó. Cái này thì mình nói chuyện với ông quan viên ngoại, lần trước thì tôi nói chuyện với ông rồi. Sự danh tiếng mình nó tục kiểu gì nào ông đi đòi nợ thôi. 90. Mình qua đây là cho ông đại sư huynh chế thuốc cho. Hơi bị tiêu chảy tí thôi. Ừ. Rồi tiếp tục. Bây giờ thì chúng ta có cái gì đây? Thuộc tính của chúng ta là 15 điểm luyện đan, 8 điểm võ học. Đi luyện đan đi, đi luyện đan. Mười điểm đóng góp. Luyện đan mình tăng mạnh lên 25 luôn nè. Bây giờ mình đang chế cái hoa thủy tiên này, luyện nữa anh. 3 điểm, 4 điểm. Ủa hết được rồi hả? 3 điểm rồi lên cấp 2 rồi mà nó chưa có thông tin gì luôn nè. Hay là bị lỗi hả? Đi nấu ăn đi. Rồi thông tin của mình
có 8 điểm võ học. Tập luyện. Luyện đan với mà rèn đúc á, nó tốn cái điểm này lắm. Đi quét dọn đi. Sự tính tình lại tục như thế này. Rồi đi học võ. Làm vòng vậy đó. Có biến gì nữa đây? À đúng rồi, xuống núi này không? Rồi không tính. Rồi mình xuống dưới là mua mì, gặp bắt đầu gặp lại cái sự kiện lần trước là của thanh niên kia. Rồi bảo lãnh cho nó đi. Chọn cái trên cái dưới nào. Mình coi lại cái file xếp nha. Cái xếp này là 21:20. Được, được, được. Chọn thử cái dưới đi. Lần trước tôi chọn cái trên là giúp luôn. Chọn thử cái dưới này coi xong nó có cái gì không. Hả? 1 đến 10. Đạo đức mình xuống cấp quá. Thiên nhân giao chiến là cái gì? Đạo đức mình lại xuống nữa. À thiên nhân quan chiến chứ không phải là giao chiến. Tức là mình đứng mình coi, mình nhìn người ta làm á. Tường danh cộng 14 là sao? 68. Nghịch thiên để lên 80. Đến 80 mình tốn có 3.000 thôi. Sao mà đen quá vậy? 92 đó, được rồi đó. Nhưng mà chọn cái này là mình chỉ tục 2 điểm đạo đức thôi chứ có cái tác dụng méo nữa đâu. Không 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 không, không được không được. Tục điểm đạo đức sau này hình máy giật lắm. Ủa? Ủa sao tôi phát về đây luôn vậy? Đi luyện đan nè. Thôi đi mà quét sân học bỏ gì thôi. Rồi xuống đây mới gặp tướng hay gì á. Nè bây giờ mới xuống núi nè. Bây giờ giúp nó đi. Không có bồng vo tam quốc nữa nha. Tốn thời gian quá à. Đây đưa tiền luôn, cố gắng quay trên 80 cho tiết kiệm tiền. Ok trên luôn, ngon. Tiếp tục. Mình là ông này với đối tác với đường môn khá lâu rồi. Thằng vị sư huynh của mình đường danh nó cũng làm việc với ông này cũng lâu nữa, nên có thể đứng vào bảo lãnh cho ông này. Đưa ông cái túi tiền chừng 3.000. Ủa trừ cái 5.000 nữa hả? Cổ. À ông cộng lên cho mình 2.000 nè. Đợt trước thì tôi miss cái router này. Không phải miss mà là thua nó. Diệp Vân Châu. Diệp Vân Chu. Chu hay là Châu? Rồi gọi là Diệp Vấn được rồi. Rồi bây giờ đi làm thêm kiếm tiền. Phi Thạch Bang. Đại Tống Hành Nhan. Trời trời bái nghệ hả? Nên làm nào bây giờ ta? Đi làm cu li đi. 1.000 tiền. Không biết có tục cái gì không. Rồi tối nay là mình lên thuyền gặp bằng Dương Tùng kiếm khách. Dương Tùng kiếm khách này. Cái bản biệt khóa này nó dịch cái tên nó dậy lùm lum lắm. Bên này hình như là có mối quan hệ á. Trong này thì nó không biết nó hiển thị đúng không. Đằng này nè. Diệp Vân Châu 1 sao. Điểm thương kiếm khách nhanh nhất luôn. Của phái điểm thương lúc 10 tuổi trong vài năm ngắn ngủi đã học 17 bộ kiếm võ được lưu trữ tại cái mà thư viện Tùng Vân Cách này của điểm thương luôn. Thằng này hành tóc á, tóc hành á. Nó mạnh gì sao? Rồi, đợt này thì mình nhắn lại thằng Diệp Vân Châu này thôi. Rồi đi ra khoan hóng gió. Đó, em mới gặp thằng quỷ này nè. Lần trước thì tôi bị thua ở đây luôn. Giả vờ ngay thôi đó. Trời ơi. Là liếm thành công. Thất bại nó giết mình đó mấy ông nội. Nghịch tiếng không?
Nghịch đi, nghịch đi, nghịch đi, nghịch cho nó giống lần trước. Chứ khác lần trước quá khó lắm. Để cho coi tiếp tục cái tiếng router lần trước của mình nó ra làm sao. Gì mà đang dí này á? Hả? Rồi được rồi, được rồi. Rồi, rồi lần trước mình vô nó đánh mình. Tiểu mũi à, ngủ mê man rồi sao? Quỳnh đang ở đây nè. Rồi thiếu nữ về quần đi. Mấy thằng này là chủ yếu lại đây để tìm cái thiếu nữ Diệp Vân Châu á. Rồi mình sẽ đứng ra bảo vệ em đó. Lần trước thì thằng này nó đánh tôi như con vậy đó. Nên bây giờ... Ủa? Sao máu mình nó kinh gì nè? Nó chuẩn bị đánh mình á. Nó hổ báo lắm đó. Đánh ký nó. Nó đánh lại mình không ta? Nó gục gịch, nó gục gịch. Gục gịch. Đánh phát nữa không? Chửi nó, vỏ mỏng. Nó dại mới chửi nó một câu, nó chính xuyên mình. Ủa? Ơ à, chắc là nó ngắt cái cốt truyện qua, nó không để tôi đánh thắng luôn á. Chứ lần trước tôi non tay quá, chân ngu quá nên thua hơi nhiều. Bỏ chân mèo vào như thế, đẹp trai như thế thì dám xưng lời cách à. Rồi, nói chung là nó chửi mình ngu thôi. À, hóa ra là nó bắt, nó ép mình thua. Ủa sao lần trước tôi thua cái tôi chết luôn ta? Sao lần này tôi thua thì lần này nó xuất hiện? Biết rõ sẽ chết mà vẫn dũng cảm đứng lên vì chính nghĩa. Quân đài đúng thật sự là một vị đại hiệp. Cái người dám nhục mạ bằng hữu của ta nhận chết. Kiếm nhanh quá, ngay cả rút kiếm cũng không kịp nhìn thấy luôn. Thôi, khí phách cao thượng, thật đáng kinh phục, xứng đáng nhận của tài hạ một lại. Cuối cùng ngươi cũng trở về rồi. Ta học nghệ chưa thông nhưng may mắn cũng đã hoàn thành cái nhiệm vụ là bảo vệ tiểu muội của ngươi, không phụ lòng ngươi. Rồi, kêu muội muội ra băng bó cho huynh đi. Cà cà, em gái ruột của Diệp Vân Châu là Diệp Vân Thường. Dù là mùa hè nàng cũng không rời khỏi cái áo lông này. Mặc dù một cô gái xinh đẹp, tinh nghịch và hay nghịch ngợm, nhưng thường xuyên bị ngã sốt bệnh tật chứ sau nửa ngày bị bệnh đó ta. Rồi băng bó như vậy để hiệp mà họ chịu này nha. Nhớ kính trọng ta như kính trọng mà kính trọng vì đại hiệp này như kính trọng ta chứ. Con bé này nó phản liền, ta chưa từng kính trọng ngươi đó, nhưng ta chưa từng kính trọng ngươi rồi. Con này, con bé này nó cũng mà hơi ma lanh đấy. Cảm ơn đại hiệp đã cứu mạng, không dám nhận. Trời hơi khổ. Đẹp trai ra liền đó. Lần trước thì đại sư huynh nó lôi mình đi, đúng là danh tàn bệnh tật thiệt. Diệp cô nương này thật là thơm, không được ta có sư muội rồi. Mới gặp mà thằng này không không. Thơm thì thơm thiệt nhưng mà không có hám gái vậy. Sư muội là trên hết. Khăn tay nó bị ngươi cầm, ta tặng cho ngươi luôn, không cần nữa. Ờ, em gái ngươi quỳ xuống tạ ơn chàng trai hồi chuyện này đi. Hắn thành nghiệp chừng nghĩa, không biết thân phận. Coi thường sinh tử luôn. Đừng 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 làm tao quá xấu hổ như vậy. Ta thật sự không giống như ngươi, ta chỉ là đệ tử ngoại môn làm việc lặt vặt trong đường môn mà thôi. Để một tiểu thư cao quý như mọi người quỳ trước mặt ta thì ta sẽ giảm thọ đấy. Đệ tử ngoại môn mà hiểu rồi, đệ tử ngoại môn chỉ truyền cho những người họ đường mà thôi. Muốn đổi thành họ đường thì cũng sẽ bị là những người không muốn đổi thành họ đường thì sẽ bắt đầu trở thành những người ngoại môn làm việc lặt vặt như thế này nè. Biết rồi em gái, nói chuyện cẩn thận miệng lưỡi tí đi. Anh bắn em không sao, tao không ngại. Bị chửi ghê quen rồi, sướng quá, không chịu được. Không tải cái này có sao không nhỉ? Không biết. Quynh chưa, tao có một việc cần phải thú nhận với ngươi. Nói đi. Lúc này rồi tao không giấu giếm nữa. Thực ra Diệp Mộ lúc nãy không đi xa, chỉ ẩn nấp gần đấy chờ hơi cơ hành động. Lý do ta trì hoãn không ra tay là thực sự muốn nghe, muốn là do cái Diệp Mộ tâm địa hiệp hồi, không dám hy vọng Quynh trưởng tha thứ. Ôi ơi, thằng này nó thấy mình bị đánh mà nó đứng kế bên, nó thử lòng mình á. Nó nhìn ta bị đánh mà không nhúng tay vào à. Thằng khốn nạn. Kệ, nó cũng đâu có tin tưởng mình. Mình mới xuất tiền ra cho nó mấy ngàn lượng mà sao nó tin được. Thôi, Quynh mũi ta từ đại lý phiêu bạc đến cái bảo địa này, trên đường đi đã chịu không ít ấm ức luôn. Chứng kiến bao nhiêu cảnh đời bạc bẽo, không dễ dàng tin tưởng người khác nữa. Nên đầu đội nón lá che mặt để giấu hưng phận. Ta dù ngươi cũng không quen gì, hai phái đều có thù quán với nhau. Chịu huynh bằng đồng đứng ra bảo trợ cho ta đã thấy là thước lấy lòng tiểu nhân đo cái độc dạo quân tử rồi. Nên mới bày ở cái sách này để thử lòng. Cuối cùng cảm thấy thổ thẹn. Rồi, ta chưa gần gặp mười mũi người, muốn cái gì mà muốn. Dù sao Diệp cô nương cũng xinh đẹp. Và ông không phải nói là rất là xinh đẹp, thanh tú tuyệt trần cũng không sai. Không trách được ba tên cướp kia lại nhắm vào nàng, liều mạng chầm sở nàng. Chủ huynh muốn lấy mạng ta rồi đó công bằng cũng được. Diệp mổ không quán hận. Thôi nội ơi, nói chuyện nghĩa lý được bình thường tí đi.
ta chưa chết, giết người có lợi gì, là tiền được rồi. Nhưng ta không có gì để bóp, vậy cứ hãy gả em gái thôi cho huynh làm vợ thôi cũng được. Rồi có hơi rung động chút mà. Thôi 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 hả, nói câu này thì phủ lắm, con gái người ta đến mức này rồi mà nói câu này thì nó lại hơi ti tiện tí. Bây giờ thôi thôi đi, nó nói đùa mình hùa theo nó là được rồi, hùa theo nhiều quá thì hơi kỳ lắm, rồi không hứng thú thôi. Đấy, sao chữ chạy như cúp vậy nè, từ từ, chữ gì nó chạy như cúp vậy? Rồi nghi ngươi thật là quá tự cao tự đại luôn, cả tinh tiết của ta cũng gần phải được tôn trọng nữa mà. Con này là con bé muốn gả tao cho hắn, ta hồi nhỏ thuốc trả lại hắn sốt chết còn sảng khoái hơn. Du hoạt, ngươi nhìn xem tiểu nương xinh đẹp như vậy mà, người xấu xí như vậy mà, người muốn em gái cả đời bất hạnh sao? Tao cũng muốn gả cho người này, tao cũng không muốn cưới nàng. Thằng này rồi không muốn thôi. Ngươi vừa nói gì? Tao bị khinh thường à? Tôi từ chối từ đầu mà em. Tao vốn dĩ không xứng với dung mạo của cô nương họ Diệp đây. Cô nương họ Diệp dù ngươi rất tốt nhưng ta nữa người trong lòng đó là tiểu sư muội của ta. Tiểu sư muội ngươi nàng có dung mạo xinh đẹp lắm không? Thế giới vô song vô đối, độc nhất vô nhị có 102. Nguyên lai như vậy, người ta chắc không phải đối thủ người ta rồi, bị từ chối đến mức này đây là lần đầu tiên nữa. Rồi gọi hắn là huynh trưởng đi. Sao, tại sao lúc nãy trưởng gọi huynh là muội thì bây giờ ngươi gọi hắn là huynh có gì sai? Lúc nãy hắn chỉ là nói dối để cứu nguyên thôi, còn tính sư huynh của ta chỉ có một mình ngươi mà thôi. Nếu không phải bảo vệ ngươi sao hắn phải là gạt ngươi? Ngươi không gọi hắn là huynh trưởng chịu cũng đáng có người trong lòng vậy, thể làm thiếp của hắn hầu hạ thôi. Gọi anh đi em ơi, Onichan đi. Thôi từ nay về sau ngươi chính là ca ca của ta, hãy yêu ta thật nhiều. Rồi đi lên tim mình à. Bà tình cướp lúc nãy tiếng xấu giết chúng thì cũng không sao, ném xác xuống sông rồi từ từ nói chuyện nhớ. Thôi đừng có lục phí nữa đó, làm gì khác nào cần thảo cấu đâu, nhưng mà mấy đó là cướp mà. Thôi thì mình tốt bụng đi, để anh bà chung cấp nó đi. Quăng xuống nước thủy tán nó ô nhiễm cho lắm nha, nguồn nước mà anh em sinh hoạt quăng mấy cái xác xuống nước thôi rồi luôn. Với lại thời này nó đâu có xi măng hay là cát đá nhiều đâu, anh em muốn mà hủy thi diệt tích nó phải buộc đá vô người mấy đó là thả xuống nước nó mới chìm xuống được, chứ không thôi một thời gian cái xác nó trương phình là nó nổi lên liền. Nhiều như vậy nè. Rồi hỏi về huynh đệ nó đi. Nói chung là Hawker được yêu thương đó, nhưng mà cuối cùng vẫn Odin-chan yêu thương nó nhiều nhất. Sau này sẽ chuyển hướng sang mình. Nhìn biết em là nghĩ cái gì nói nấy rồi. Em này rồi hỏi về tiểu sư muội này, đừng vì ta mà tranh đấu nhé. Được rồi. Thử lòng tí thôi, mấy cái này chắc nói về cốt truyện của thôi. Hồi hỏi về cái bệnh của con bé này, chắc cái này liên quan đến cốt truyện á. Thuốc đó hiệu nghiệm, uống không lâu là hết, giỏi hết bệnh luôn rồi đó hả? Bá đạo gì, nói tới thịt gừng thì chắc là ăn nhậu mấy này thôi. Nãy lúc nãy chém kia lỡ gớt cái thịt gừng xuống sông luôn rồi, nên không có mồi ăn nhậu nữa. Rồi hỏi về cái kiếm khách nhanh nhất là của thằng này, bên điểm thương hả? Chỉ là nhanh thôi, nhưng mà lực đạo và cái tinh thần đó thì vẫn chưa có bằng mấy cái sư trưởng trong môn phái. Nói thật đi, nói chung thằng này trình nó cao quá, nhưng mà nó trọng cái mối nhân phẩm. Cầu thủ số 1 vái điểm thương. Về tiền bạc thì hồi nãy nó mượn tiền mình á. Rồi từ từ. Thôi bây giờ như em gái của nó mình đi không cần trả đâu, bo luôn á. Thôi không cần vội, mình cứ nói bình thường thôi. Nói như thế này thì cũng mà hào sảng quá ta. Nó không trả tiền mình mất 5.000 luôn hả? Về tứ nó đòi mình 5.000 là mình lấy gì trả? Thôi không cần đâu. Rồi ôm kìa, lấy thần báo đáp rồi đó, đem vừa lòng hả dạ chưa? Ta bị ôm cô gái này đối với năm thử đúng là không có phòng bị gì cả, xin lỗi. Rồi nằm đúng tới thôi.
được gái ôm, nghĩa là thằng này nó lên điểm tâm tướng rồi, rồi đi ngủ thôi. Hai thằng thì nhường chỗ cho con gái là phải rồi. Thôi bye bye. Vậy là nó không trả tiền mình thiệt luôn. Tiên cho ta đưa ngươi đâu rồi, ta nghe người nói nhảm làm sao mà Diệp Chân Chu có điểm thương phái có thể kết giao với người rõ ràng nuôi nước tiên của ta. Đừng có đánh nữa Tư ơi. Nữa hả? Chết rồi. Không dạy đi chơi không à? Không có bỏ công mèo vào với cho nó. Máu này nhiều đây, 120 bèo mình nhiều. Máu nóng lắm thấy không, nó sẽ đánh trước. Sủa lại nói liền. Thôi bây giờ mấy cái này không tép với mình này. Đúng là tiếp xúc với mấy đại cao thủ một lần xong rồi bây giờ là mình quá bá đạo phá. Tích biết bao nhiêu điểm dồn vô cái anh ti thì hết sạch luôn. Nó cay nè, nó sẽ đâm mình liên tục 3 lần. Cái nữa, cái nữa nào, cái nữa. Rồi, phi mất, phi tiễn mất. Đỡ luôn. Chậm mà chắc. Đỡ phát, phát sau mình quăng cái anh ti cái là xong game. Tính toán trước như thần. Bye bye. Thắng rồi, ta thắng rồi. Hả? Rồi mình vẫn chưa có vô được đệ tử nội môn luôn. Hơi buồn tí. Cái gì đây? Mẹ có chiêu hoảng. Mau về ăn cơm, chậm trễ nữa là cả cám lợn không có đâu. Nếu không phải mẹ ngươi ăn quản ngươi như chết đói vậy. Đứa bất hiếu này. Thôi tao vì nhiều năm không về nhà rồi bắt đầu mơ gì đó. Mơ cái này hình như là mơ xấu á. Tao có vợ rồi à? Ủa sao phủ gì nữa? Giấc mơ sống động thiệt á. Xích nó quên một ngày không đánh ngươi thì tay chân rất là nướng gái. Ta đánh chết ngươi nợ vẫn còn dư. Ủa thằng này tứ nó đánh mình mà phải không? Mình cầm gì trong tay đây? Cái túi gấm hả? À. Làm sao ta? Tôi nghĩ mở cái này ra bây giờ thì kết cục nó nhanh lắm. Thôi. Thôi, cái này theo giao tơ tiểu mũi mình chứ. Đó, nhu mì. Rồi. Thôi chọn cái mà trong sáng này đi. Đó, tiếng mũi đó. Vậy là cái nãy mình bắt đầu chọn cái giao tơ tình cảm của mình rồi. Đường Mạc Linh, ok. Lú 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 lí lú lí. Có được người trong mộng rồi, bây giờ để coi thông tin của mình đây. 11 điểm võ học, 16 điểm luyện đan. Hai anh em đó nè. Chủ môn nè, nhất nhị tam tứ nè, muội nè. Hai cái này thì chưa biết, còn nhiều nhân vật lắm. Mình đi nấu ăn đi. Cái bảng bị khóa này nó có một cái lỗi nha. Bản việc khóa này nó một cái lỗi á là mình đi mình không có chọn được những cái công pháp hàng cuối cùng để mình tu luyện, nó bị cái lỗi gì á tôi cũng không biết nữa. Nên là như tôi ra sau núi tôi học cái cho anh em coi luôn nè. Sau núi thì mình có thể tu luyện nhưng mà nhật tuổi tôi đi tu luyện cái đó nó lên điểm võ học thì mình có thể dùng võ học luôn. À cái dòng cuối nè là nó bị cái lỗi của bản việc khóa không có học được đó, nên bây giờ chỉ có thể học là làm tạm ở trên thôi. Học quyền đi, quyền tôi mới mua cái cuốn quyền thì khi mình học đó, nó sẽ lên được cái điểm Phật học, lên được Phật học đó, thì mình học được cái kim chung cháo này, nó có cái Phật học nè, có anh em bảo thế nên tôi mua cái quyển này luôn, nhưng mà chắc 20 mấy điểm thì mới xong được cái Phật học đó, chắc cũng lâu lắm.
Vậy là phải 2-3 lần nữa mới đủ điểm Phật học rồi mới học được cái này. Là mình có một đống kỹ năng luôn đó, gọi là bá đạo hàng đầu của game này luôn. Rồi, sửa sang cái đại viện lại lần trước thì tôi cũng sửa rồi à. Bây giờ mình vô cái hàng ngũ mà của đường môn, gọi là quy mô môn phái cộng 1 á. Đây, cái này là bắt đầu nghi ngờ mình về cái mà đến Quảng Châu cả đời cũng chưa có đi đâu xa cả anh ơi. Rồi, từ từ sẽ đi kiếm củi cho. Cái đợt này lần trước tôi cũng phân tích rồi rồi. Rồi luôn cái ai. Luôn cái bà đi. 12 võ học xuống đây ngàn phát nữa. Hồi nãy là còn khoảng là 13 14 điểm nữa thì mới mát được. Mới mát được cái quyền đó. Ủa môn nhân nó tục là sao ta? À, vị sư huynh dẫn dắt nên gắt gỏng quá mấy thằng nó không có lên cho lắm. Rồi đi rèn giọt luyện võ tiếp thôi. À quên đi lấy củi nữa chứ. Hả? Ta dưới đáy thung lũng đường môn. Té núi à. Ông cốc rồi là ông cốc. Hên là vừa mới shop xếp luôn á. Thôi không có đi lấy củi đâu, lên đó học bỏ thôi ông ơi. Đường nó nguy hiểm lắm. Rồi, đi điện bỏ thôi. Nè, chưa có học được mấy cái dòng cuối đâu. Muốn học cái này thì anh em phải tải một cái bản game mà phiên bản cũ hơn á, mà không có phát cái việc khóa vô thì sau đó mới vô đây để học được. Nhưng mà trước đó thì phải xếp lại mới được. Bây giờ chúng ta học tiếp cái quyền trưởng này thôi. 5 điểm nữa thì mới mát, thì mới lên được một điểm Phật học. Ngon, đợt kế nữa chúng ta đi là được rồi đó. Quét sân thôi. Sao tính tình nó lại tục như thế này nè. Về nằm nghỉ tí đi. Ủa nghỉ ngơi mà sao không gặp thằng này nữa đó. Mình có 4.000 tiền luôn nè. Quy tức công này là cái gì? Cái này chắc lên cái điểm miệng lưỡi thôi. Tôn tử binh pháp. Chiến thần ngữ lục. Thương hàn tập bệnh. Cái này là y học chắc lên điểm mà y dược gì đó. Rồi mua cuốn này đi. Để dành. Mua cái bánh bao để mình ăn đó. Mấy cái này là sao ta? Ngami tiết nha là mấy cái gì? Chà hả? Chà. Mua một cái thử à. À đây 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 có cái một mà ăn uống nè. Thử à, thử uống cái trà này. Lên 60 điểm. Ngon. Mới có 6 điểm thôi. Đi ra đây liền bỏ lấy. Có ông nhị sư huynh này ra, ông đứng ra cái là môn nhân nó tục à. Qua đây gàn luôn. Khoan khoan khoan. Ủa sao lại trả lại 4 điểm luyện đan là cái gì? Bên này là sao đó? Phi thối sắc cô liêu. Tưởng cái này tôi không hiểu cho lắm. Bây giờ mình chuyển qua cái món này hả? Còn thiếu 2 điểm nữa mới lên. Thấy không ngon cho lắm rồi. Cái này có vẻ không ngon cho lắm. Nè, cái bảng bị khóa này nó bị lỗi trong này nè. Bấm xuống thì cái ám khí nó sẽ không hiện lên. Tí nữa muốn gàn cái ám khí á, chúng ta phải xếp game xong rồi mở cái phiên bản cũ hơn á. Nên làm cái bước đó nó hơi mất công tí. Đành chịu thôi chứ tôi cũng đâu biết sao bây giờ. Bây giờ tâm tính mình thấp quá, lùi game lại phát đã. Đi nấu ăn, lâu rồi chưa nấu ăn.
Rồi đi luyện đan. Là bá đó tốn tiền lắm nha. Không gặp gì sư huynh nữa. Tục một đống luôn. Chế thuốc bạn bà. Ủa? Hả? Mình đi luyện đan mà. Rồi không chừng là bú thuốc gì nó bị lú luôn rồi đó. Xào rau, xào rau thì sao? Gặp tướng nữa rồi. Chịu đâu tí nữa tới nơi ăn rồi gọi. Gì đây? Có gà không hay là gà gừng đó? Sao sư tỷ lại muốn gà gừng? Nhìn sư huynh gầy quá, cho ta nhìn thương quá thì thì bắt con gà gừng về, ta sẽ hầm hổi hắn uống. Không được thì đừng có quay về nữa. Rồi, tí nữa mà trời lặn rồi, đang nấu bữa tối mà, chị ơi. Trời ơi. Củ hành mình, con bé nó xin lỏ thằng dĩ ca, nó bắt mình đi bắt gà gừng. Bây giờ gà con mất cha, gà vợ mất chồng, gà con chưa học chữ nó mất đi chỗ dựa, tất cả đều là do người gây gà. Không nào viết cái lời thoại thấm đẫm tình người như thế này, đầy tính nhân văn như thế này. Mất được rồi. Cái gì đó, sắp xét rồi, sắp mưa. Tìm chỗ trú ẩn hay là chạy về đây? Tôi ơi, nhìn thấy ghê quá vậy. Nhìn bức tượng ra. Tôi mưa này cũng thật là gấp gáp, vừa mai có một ngôi miếu hoang ở đây để trú mưa. Cũng không hẳn là tiện nghi cho lắm. Bây giờ tôn giáo thịnh vượng nhất là toàn chân giáo trong Trung Sơn, vì ẩn chiến với ma giáo cũ mà suy yếu, ngay cả chùa chiền cũng không còn giữ được bao nhiêu, bị thiêu rụi hết. Có hòa thượng chủ trì dùng ngôi chùa khắp nơi, nếu không cải đạo hoàn tục thì cũng rời chùa đi băng du tứ phương rồi. Khắp nơi bị dột sàn uống nước, cơ con mới ngủ được. Góc kia cơm gà củi khô, nhóm lại sưởi ấm đã. Gom góp cành cây mảnh gỗ, bắt đầu nhóm lửa mát hơn rồi đó. Hay rửa sạch con gà nướng lên ăn hả? Anh em đợi tí, tôi gà tôi chết mèo một cái. Bây giờ hồi nãy là sao ta? Con gà này cho nhị sư huynh mà, không lẽ mình đi đi nướng lên, nướng luôn đi. Ngày mai bắt con gà khác cũng được. Coi bắt đầu vặt lông gà, ai đấy, ai đây? Công tử hiệp, công tử cuối cùng tìm được một ngôi miếu hoang để trú mưa rồi, có người đang nướng lửa, chúng ta có thể dùng ké. Nơi này âm u là thằng cũ mù mộ hoang chứ không ngủ miếu hoang, chúng ta đứng đây nữa. Này ướt sũng cũng cầm cặp thì đừng có nói những cái lời đó như thế. Hay là vì nàng làm chuyện mờ ám gì đó mà bất an, tưởng nói lời cay độc như vậy còn chưa chọc nuôi da nữa à? Hả? Nếu hắn không chết sớm muộn gì cũng sẽ báo quan, hay ta làm sao yên đôi vợ chồng lâu dài. Lúc ban ngày bỏ thuốc cho trưởng phu không thấy nàng sợ hãi. Ý da, thằng này nó dám thuốc cái mà thằng chồng nó để đi, con nhỏ này nó thuốc chồng nó để đi theo cái thằng này để là tg hả? Hắn ta không biết võ công, sao có thể là đối thủ của bổn công tử được. Lúc sống chả là cái thá gì, dù có ác thành hồng ma thì bổn công tử cũng sẽ cho hắn phồn quy phách tán. Kỳ thật này hắn đối xử với ta cũng không đến nỗi nào đâu, người thật tà chăm chỉ để hắn ra đi trong giấc ngủ cũng tốt. Hai đứa này gian phu dâm phụ, thằng này đi ntg vợ người ta, ntg xong còn giết luôn chồng nữa chứ. Cha mẹ được đâu con người đấy, mấy năm bên cạnh hắn thì cũng coi như là sống yên ổn. Nếu cái trước không nợ công tử thì nô gia cũng chấp nhận số phận rồi. Cái con này bích 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 giật bích chi, dám yêu dám hận vì tình yêu chân thật mà hy sinh tất cả, yêu con khỉ á. Công tử, rồi tâm ý của nô gia cũng giống như nàng, đôi gian phu dâm phụ này. Nàng không xuống địa ngục đâu, ta không để nàng xuống địa ngục đâu, cản trở chân ái mới là tội nhân. Đúng là một đôi gian phu dâm phụ, đúng rồi đó. Đệ tử toàn chân, chính cái ngươi là hại chết ca ca ta. Hay là tử thúc của ngươi, gian phụ này, huynh trưởng của ta đối với ngươi còn gì là công tốt. Ngươi là vậy, dám thông tư với hắn mù sát của chính cái mà đại phu quân của mình. À, thằng này là thằng em của cái thằng con nhỏ này nè, túi anh trai của thằng này. Nên cái thằng này nó gọi nhỏ này là chị dâu, mà con chị dâu này nó gian díu với thằng này, nó dám hạ độc trưởng phu của luôn, giết con chồng nó luôn để đi gian díu như này. Chồng của cái con bà vợ này á là anh trai của này nè, đệ tử trong chân giáo nè, khốn nạn thiệt. Còn miếu hoang sao có nhiều người đến như thế này, giật mình có ma. Giật trai cũng là một cái tội thiệt đó. Chứ có hổ sao có sói, không biết nên trốn đi đâu. Tiểu đội trưởng, người đã xuất gia làm đạo sĩ rồi, sau đây có ca ca người đã xuất gia còn vướng hồng trần, đừng có nói lời ngon tiếng ngọt với lừa gạt nữa, không giết anh không đợi gì chung. Bực mỏi trong gai qua đây để trả thù.
võ công của ngươi cả đường bám theo quấy rối, lúc này chưa chết hoàn toàn. Bổn công tử nể mặt câu chân nhân phái của ngươi. Bổn công tử là ai? Hoa Thành Tử Thiếu, người ngươi chưa từng nghe nói qua sao? Ta và Nam Cung đại công tử quan hệ mật thiết, ngay cả gia học Tiêu Giao Phiến cũng không giấu giếm. Dám lấy ra thảo luận cùng ta trao đổi hai bên hả? Chỉ bằng chút bản lĩnh tập thể dục dưỡng sinh của ngươi, không đánh cũng phải đánh, không đánh lợi thì cũng phải đánh thôi. Cùng lắm cả hai huynh đệ chúng ta đều chết ngay ngươi. Thôi giúp thằng tiểu đạo trưởng thôi. Cái đội giang phu dâm phụ này nó khốn nạn. Làm gì có chuyện đó, người xưa sáng tạo võ công không phải để cho ức hiếp người khác. Võ công chính là võ công, sao có thể phân biệt tốt xấu, đúng rồi đó. Thằng này để coi máu nó bao nhiêu, 350. Công tử hiệp, mỗi lượt có sát sức gây sát thương nhẹ, tức là này nó đứng nó hỗ trợ mình hả? Thằng này chắc máu nó nóng lắm. Đỏ thấy không? Chửi nó, chửi cha mắng mẹ nó. Một phát nữa, chửi nó một phát nữa. Nó đánh mình rồi, má mới chạy đây. Đánh đi nó. Máu nó kinh quá nha, không ám khí nó luôn. Nó né không kinh nữa. Mình cũng né được mà. Chửi hả mày? Vỏ mỏm đó, đừng có cho nó lên cái điểm này. Đâm nó đi. Máu nó vẫn còn khá cao. Mình còn có 100 mà. Ngứa mồm nè. Chửi đó, cho nó cái ám khí, có khi nó đánh mình không chưa đâu, không có đến điểm mà khí nó đánh mình đâu. Bạc nó luôn, mình tin nó luôn. Mày chửi ai, mày chửi, mày chửi ai, trời ơi ghế mão à. Nó né ngay cái anh ti là đéo tin được rồi đó. Phi tiêu quá, phi tiêu đến chết. Bây giờ tích điểm mà chửi nó cái đi. Nó 14 điểm, chửi cái nữa. Nó chưa đánh mình đâu. Phòng thủ, phòng thủ thì ta chửi tiếp. Chửi phát nữa. 28 máu không sao. 46 máu, phi tiêu một phát chỉnh chỉnh là nó chết rồi. Ba máu. Cái gì vậy? Nó còn ba máu. Con game bẩn gì vừa. Trời ơi, con game nó bẩn. Đúng là công tử cao cường, nô gia bội phục. Trận đấu chưa kết thúc, nàng đứng bên cạnh xem ta thu nhập như thế nào. Thằng khốn có mắt như mù. Đúng là có mắt như mù, lúc trước mới nhìn nhầm ngươi. Cái gì? Ai đây? Ngươi là Phí Nương Tử, Hoa Tàn Tử Thiếu, Tiếng Tâm Đường Vậy. Trần công tử như vậy mà còn nhớ rõ tên của nô gia. Hay là con game ép mình thôi ta? Chứ nghĩ sao mà đánh nó còn ba máu được. Tại cái lúc đó mà tôi tung cái chiêu ra trước nữa chứ, mà tại sao tôi lại chết? Hoa Thành Tứ Thiếu, Tiếng Tâm Đường Vậy, như vậy mà Trần Tử công tử vẫn còn nhớ rõ tên của nô gia, cũng là bất ngờ đó. Vị nữ tử này là chàng ấy, người quen cũ của ta thôi. Quen cũ con khỉ á. Trời ơi, hai người ân đoạn nghĩa tuyệt như vậy từ lâu, không ai nợ ai, chẳng lẽ không phải là người quen cũ sao? Bồ cũ của nó đó chứ gì, cái thằng Playboy này. Thì đến đây không phải tranh giành tình lan với muội đâu, chỉ có một lời khuyên chân thành, mong muội lắng nghe mà thôi. Nhân tử đừng có nghe lời người ta nói bậy, không có nghe thì cứ nói đi. Cái này cho mình là vầy tử, làm bài thơ vọng nguyệt, chấp lưng đường đạo lý, chuyên lừa gạt quê nữ nhà lành. Tạo tình dung mạo tài hoa, thằng này mà đẹp trai đó hả? Bằng một góc của tôi đâu. Cái này mới gọi là đẹp trai nè, cái khuôn mặt này là vứt bỏ thôi. Nhìn mà thấy chữ gian tà rồi. Bắt đầu nghe lời đường mật của nó, tình yêu bất chấp tất cả, bỏ bê gia đình con cái đi theo nó. Hắn ta vẫn thích của lạ thôi. Rồi xong. Thân bại danh liệt, không còn nhà cửa, con cái không nhận mặt, rất là thê thảm, hủy hoại gia đình. Tình yêu cũng cần có giác ngộ, dám yêu dám hận, cũng phải dám gánh chịu hậu quả. Yêu một người là bởi vì hắn không màng tất cả. Thằng này khốn nạn.
nàng không hỉ hận ta, cũng không hỉ vì ta từng yêu nàng mà hận ta. Buồn nôn, nói nhảm. Bụi bụi nghe lời ta nói, những lời ngon tiếng ngọt của hắn nói với bụi bụi hôm nay, trước hắn cũng nói với ta y chang như vậy luôn. Chẳng bao lâu nữa, những lời hôm nay hắn nói với ta cũng sẽ nói với muội như vậy luôn. Nghe chưa? Đây là tấm gương điển hình của ngươi trong vài năm nữa đó. Đang tin rồi hỏi ta làm gì? Cái người đang ép ta, cái người ép ta phải ra tay độc ác để trở thành kẻ máu lạnh vô tình. Được lắm, đã vậy đừng trách ta ra tay tàn độc. Đừng có nói nó giết hết ở đây nha. Xem hóa phần phúc thủ Vũ Long kiếm Kim Long Nguyễn là đây là bộ mặt của ngươi sao thằng khốn nạn. Phải tướng em này lấy cứu mình. Mèo cào ba chân của ngươi muốn đấu với ta hả? Mấy trò ở Cẩm Hưng Cung cái ngươi, ta sớm biết rõ lòng bàn tay rồi. Thằng này nó vừa khốn nạn nó vừa ác nữa, chết mình luôn rồi. Ta biết nàng không nỡ làm tổn thương ta, trong lòng nàng rốt cục vẫn còn yêu ta. Những người khác lao đến tấn công ta đều nhắm vào chỗ hiểm, chỉ có mình nàng nhắm vào vai ta. Đáng tiếc nàng quá ngây thơ rồi, nàng cho rằng bổn công tử đang đùa giỡn với nàng sao? Ta nói không nương tay chính là thực sự muốn giết người. Nàng ở chúng hóa vân phúc hủ hủ của ta, nghe rằng không sống nổi bao lâu nữa đâu. Tất như vậy chết trong tay chàng, chết trong tay chàng cũng coi như là báo ứng, nhưng chàng cũng phải chết vì ta. Đừng tử ngốc, nàng muốn chết trong tay ta để ta nhớ nhung quán trách nàng, muốn ra đời nào đều được chung nhớ quán hận, cái gì không thể nào quên được. Nàng độc ác nhẫn tâm lắm, kỳ thực nàng cũng không cần phải đâm ta, lời nói tùy tình của nàng đâm vào tim ta đau lắm. Mày đừng văn thơ nữa, sống khốn nạn. Ta giết nàng ta rồi, lát nữa ta cũng giết nàng luôn. Nếu nàng mà nghe lời trước khi giết nàng ta, giữ nơi hỏi cuối cùng biết đâu có thể ân ái triền miên một lát. Thằng này nó chuẩn bị giết người diệt khẩu luôn, thì non hẹn biển gì đó tự ta ra tình. Đúng là cái xứ Võ Lâm nó loạn lạc chứ thiệt, nó cua gái còn được, nó đòi hấp diêm gái rồi nó giết. Nàng sẽ mãi sống trong tim ta. Sư muội, ta lấy cái chết chuộc tội, muội làm chứng cho ta, báo tin cho công chủ. Hay đây, ta hiểu rồi, tiểu muội nhất định sẽ bẩm báo cho công chủ. Các em này mới ra cứu nè. Sau khi ta chết, phiền mang thi thể của ta ra khỏi miếu để cơn mưa lớn gột rửa tội lỗi cho ta. Sau đó đến quê nhà của ta nói với con trai ta rằng mẫu thân nó rất là hối hận, mẫu thân nó cũng rất nhớ nó. Sư tỷ nó phạm sai lầm cũng đã chuộc lỗi rồi, hãy yên nghỉ. Em này có vẻ là gồ ly dơ thôi, lại có một tiểu nương tử xinh đẹp xuất hiện, khí thế bức người ha. Ta còn chưa thử qua loại này, hôm nay đúng là diễm phúc không nông. Cổ là đem ơi, hắn ta ngoài miệng cười cợt nhưng lại âm thầm quan sát khí thế đối phương phi phàm, không dễ đối phó, dùng hết tâm trí chuẩn bị ra chiêu. Tại hạ là Long Tường Cẩm Hương Cung, xin Trần công tử chỉ giáo. Em này khóa chảo lên nhìn ngầu đét vậy ta. Sư thừa ở Cẩm Hương Cung là mỹ nhân thanh lệ, kiếm pháp tinh diệu, bước theo dấu chân của cha mình cô đơn mà kiên định, mong muốn có thể kế thừa chí nguyện của cha thành thiệp thiên hạ. Mặc dù vậy, do không ham hiểu đời thường, bất ngờ dễ bị lừa gạt, tức là hơi ngây thơ nhưng mà võ công tuyệt đỉnh luôn. Tốt, để ta bắt người lại. Chém nó em ơi. Hả? À, nhất kích tất sát luôn hả? Mới chém đứt ngón tay hả? Chém đứt cái chân giữa nó luôn. Ngươi tự đưa tay vào lưỡi kiếm của ta rồi để trách ta được. Đúng là hoa kiếm mỹ lệ. Trần công tử, nhân phẩm của ngươi ta không nói, võ công rất tốt, chúng ta tiếp tục phán nữa nào. Ta khổ luyện cả đời nay, ngón tay bị chém đứt, quạt cũng bị hỏng, chân bị đâm ngươi một nhát, toàn thân võ công xem như phế rồi, chảy có chút máu có thể chết, người còn nói đánh tiếp, đánh giết. Vừa động thủ thấy phấn khích, đang nghe hăng say, không khỏi thất vọng chàng chê. Ta nhận thua là được chứ gì, đã là người chính đạo quan hệ năm cung đại công tử rất là tốt, người không thể giết ta. Mắc cái đéo gì, người kết giao với ai hạ tóc phải nói với ta. Người từ gạt thiếu nữ ngây thơ để bọn họ sa ngã, quỷ đại thời quỷ hoại đời của bọn họ, thậm chí ra tay với đệ tử Cẩm Hương Cung, bây giờ còn muốn sống à? Ta còn có kết cho người ta có một bí mật động trời liên quan đến kết cục đại của năm, cho dù ngươi không tha cho ta, chờ ta nói xong bí mật này còn thấy giết. Không không không, cái trò này là nó tụng ám khí 100% luôn, hoặc là chơi dơ gì đó, hoặc là bỏ chạy, hay là gọi cứu viện, hay là xài cái chiêu cuối tự bạo gì đó. Ta thi cử nhiều năm không đổ, không đổ trong lúc tức giận đã đầu quân cho Kim Quốc, gặp được Võ Lâm minh chủ nay tận lực cho là tán tiên an chinh đại nhân tiệt sứ tiệt phủ sứ Sơn Đông. À, Kim Quốc là cái thế lực chống lại cái mà Tống bên này, cái Tống bên này hồi xưa anh em chơi Võ Lâm chơi mà Tống Kim á, là phe Tống đấu với phe Kim á, thì thằng này nó bán nước cầu vinh luôn, nó đầu quân cho quân địch cho so với cái bối cảnh mình đang đây à.
Đại Kim thành lập là Dưỡng Long Quyển, phái ta ẩn mình ở Trung Nguyên, chuyên trách chiêu mộ lôi kéo người trong võ lâm nước Nam các ngươi qua tay ta, những kẻ thân quan tiến chức giàu sang phú quý dùng vô số. Tử Thiệp Võ Công cao cường cũng vậy luôn, nếu được ta tiến cử, thằng này nó là gián điệp, nó trà trộn bên đây, nó tuyển nhân tài như bên bển để bán quốc thôi. Đứa nào tham á sẽ đi theo nó. Thì ra ngươi thường xuyên gửi thư cho ta cũng không phải là tốt lành gì. Chỉ nói không liên quan đến ngươi, cảm ơn ngươi đã mời. Phụ thân ta là anh hùng Hào Kiệt, ta là con gái ông ấy, không thể thầm lòng phú quý làm mất mặt ông ấy được. Vì vậy xin phép từ chối. Rồi nhận lấy cái chết đi. Quê nhà ta còn có mẹ già con hơn, rồi nói được câu đó nữa. Ít nhất phải xem ta được tự sát. Ta tự sát mày miếu, có cái đéo á. Nó bỏ chạy đó, đừng có ra đó. Cái thằng này nữa. Nhìn nó bò kìa. À, người cảnh giác. Thằng này chắc chắn nó dở trò. Thằng này dở trò. Cẩn thận. Ăn một của ta đây. Bắt của ta. Mù luôn mày á. Thằng khốn nạn. Tiểu Bình Đệ mắt của ngươi còn ổn chứ? Ta bị vôi bột bắn vào mắt. Ta biết phải dùng dầu ăn để lau, nhưng lúc này tìm đâu ra dầu ăn. Dùng dầu lau mắt sẽ nghiêm trọng hơn. Mưa lớn như vậy, Nữ Hiệp đi dạo xung quanh xem chỗ nào có nước mưa thuận lợi. Đừng có nói như tôi nghĩ bậy bạ nha, tè lên nha. Đầu môi chậm nước bị hỏng. Ta đi đứng, ta là đệ tử Đường Môn, tin ta đi. Rồi. Đẹp trai thấy nó khổ ải không? Rồi, hên, không bị mù. Rồi, mắt ngươi còn đau không? Cô nương đã hỏi hơn 10 lần rồi, ta đã ngủ rồi, để cho yên cho ta ngủ một tí. Ta đã thấy người nhắm mắt, chỉ nghĩ người vẫn chịu khỏe, điều ta đã liên nghị người thật đại nái. Em mà không đến là tôi cũng chuyển sinh luôn rồi đó, cũng không sao, có qua có lợi mà. Vất vả cả đêm giờ mới nghỉ một tí để ngủ, canh giờ sáng đi. Rồi tìm thầy thuốc, hôm sau ta có tự mang thuốc, giờ cũng đỡ rồi. Đẹp trai mà còn thông minh nữa là em nó gục liền. Ngủ đi, ta sẽ đảm bảo không làm phiền ngươi nữa đâu. Tiếng mưa, tiếng sấm khiến người ta rất khó ngủ. Tiếng mưa nghe êm đềm mà ta. Rồi, tám chuyện tí được không? Được, Long Cô Nương, cầm mặt sát khí ngùng ngục là giờ lại như không có tâm cơ gì, rất dễ gần gũi. Em nó mới đọc thông tin thì rất là ngây thơ mà, chỉ là chính trực quá thôi. Đạo sĩ và tiểu nương tử, hai người nãy. À, con bé kia nó chạy đâu rồi ta? Con bé kia là nó cũng không có thường đâu nha. Nó cũng là một cái phạm nhân giết người đó. Nó bỏ thuốc ông chồng chết mà. Mặc dù nghe lời xúi dục đi nữa, nhưng mà nhẫn tâm xuống tay giết người thì cũng là một cái tội rất là nặng đó, án chữ đó. À, cái vị đạo trưởng Tồn Chân kia thì sao ta? Cái thằng em trai á. Vừa về đến miếu hai người đã biến mất rồi. Nữ tử đó thời lúc hỗn loạn về trốn, đạo sĩ Tồn Chân đuổi theo nàng. Tìm họ không? Tìm đi gió trời. À, nhưng mà hai đứa đó sống chết thì mặc kệ nó cũng được, chuyện võ lâm thị phi mà. Ân quán sư tỷ cũng giải quyết, giải quyết rồi. Trời, bà sư tỷ đó lị tình lị khủng khiếp luôn á, cuối cùng dùng cái mạng của mình để chứng minh cái mà quan điểm của mình là đúng, nghĩ sao trời. Đêm chôn đi, đừng có để nằm ngoài. Chuyện vừa rồi thì sao, cô có rút ra bài học kinh nghiệm gì không? Chị huynh đệ đều là do ta tự la cao tự đại thôi, tí nữa mù mắt rồi ta nợ ngươi một mạng, tôi cũng nợ em một mạng mà, có qua có lợi thôi. Chỉ là ít vơi bột thôi, không có chết đâu. Nếu ngươi không kéo ra một cái thì có lẽ ta cũng đã bị dính cái đòn đó rồi. Thằng kia ra đòn ác độc chiến mạng, đáng lẽ ta cũng đã chết. Không, nó quan xong thì nó tìm đường cầu sinh thôi nhá, nó không dám mà quay lại chơi chiêu nữa đâu. Đối thủ chưa chết, ngươi coi như phải coi hắn còn chịu thức một khi chiếm đóng rồi, biết rồi. Sau này là nhất kích tất sát luôn, sẽ không có chuyện lần sau nữa. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, chắc ngươi nghĩ nếu ta không nghe lời vô nghĩa, một kiếm năm chết thắng có lẽ không có cơ hội dùng một ghế nữa. Em này đọc phương suy nghĩ được của mình à. Ta mới ra đời thôi, chưa lần trải qua với chuyện đời nên không có thông minh cho lắm, cũng biết bản thân quá ha. Lần sau động thủ với người sẽ không cho họ, cho cái bọn nó cơ hội kêu la. Ngữ hiệp nói quá rồi, ta đâu phải là muốn nàng thề thốt cái chuyện như thế này. Hả? Gà? Ăn gà không? Hôm nay ta tìm một con gà gần muốn định làm sạch rồi nướng, kết quả là đánh hồi không biết bước đi đâu làm sạch.
Thôi không ăn thì cũng phí lắm. Quất con gà. Tử Hiệp bình tĩnh, bình tĩnh. Rồi xét gạo đánh tung linh trận chiến trên trời cuối cùng bị người ta giẫm đạp trượt xuống bệ thờ, mang ra ngoài cửa lại sạch sẽ là ăn được. Ngon, nướng là được. Tôi giống như một đầu bếp thuộc trùng như đó, giống như ta nướng có mùi đất mùi tanh thôi. Chẳng lẽ không nhổ lông mà nướng không à? Muốn nhổ lông không, đốt lửa lên lông sẽ biến mất hết thôi. Rồi rồi em ơi, là em sống ở phiêu bạt giang hồ với cái tài nghệ nấu ăn vậy đó hả? Ai lại có chuyện không nổi lông gà mà nướng, có gà mà nướng đất á, anh em đắp đất lên em mà chôn xuống đất em nướng á, thì có thể không nhổ lông cũng được. Một số người thì vẫn nổ, một số người thì không, nhưng mà cái trò đó anh em canh nhiệt hơi bị khó đó. Không ai nói với là chuyện đó làm sao tôi biết được, xài rút gồ em ơi. Dẫu chết xương cốt thơm, không thèm ăn hùng đời. Hai người thư phòng dưới, đầu bạc thái nguyên gà là cái gì? Lại còn ngâm thơ nữa hả? Bài thơ này không phải ta làm là Lý Bạch tiên sinh thiệp khách thành. À, Lý Bạch cũng thích ăn gà. Lần đầu tiên ta nghe người ta ngâm bài thơ này cũng giật mình. Con gà này quả thực chết rồi, xương cũng thơm. Không trách lão già đầu bạc cũng phải lén lút vào thư phòng ăn trộm. Học vấn mình thuộc chốc hả? À? Người bị truyền thụ kiến thức sai lầm, may mắn là không cầu hiểu lâu, không bị nhiễm độc quá nhiều. Vãi, em ơi là em ăn gà em còn nói bậy cho anh ngu thêm nữa. Đang chân gà của nơi, từ nay tình cảm thêm sậm sâu em trai, sau này khó khăn cứ nói với tỷ nhất tỷ sẽ giúp. Chưa hứa hẹn nhà bạn nề, bây giờ bị chân gà mua chuột rồi. Đến nãy chọn người trên xuống mà tôi đi chọn người dưới lên đó. Xưng hô thế nào? Không nợ nần gì nhau, xin nhau như bạn bè nhé. Cầu không được, thật sự có chút tự ti thì mỗi công là lại kém, tướng mạo cũng rất là đẹp trai. Mỗi công tướng mạo chẳng qua là không đáng kể thôi. Chính hiệp xuất ý là được. Ra ngoài cẩn thận kết giao bạn bè, người ta tướng mạo cũng tạm được, em đẹp lắm á. Nhất là có ba cái cháu này nữa nè, giống như là cái gì đó. Cái em gì ở đó, Phạm Băng Băng nhìn như đóng vai ở bên mà Trung Quốc đó, Vương Quý Phi phải không? Không. Đôi bên mới tiêu tên này cũng có ba cái bết này xăm lên trán nè, khoảng thành cái chen luôn. Người gọi là bình thường thôi, những khuôn mặt như thế này bình thường có bao giờ là cái này không? Thôi khen em nó đẹp đi. Rồi khen mà cũng bị tục nữa. Đề phòng những nam tử dung mạo anh tuấn, tức là đẹp trai như mình là phải đề phòng đó. Rồi mấy thằng trai đẹp đó thì sẽ là tự tin nên sau này rất dễ gạt người luôn. Gương mặt nhu mì cũng thường có rất coi trọng dung mạo bề ngoài, không có chất nam tính, nhưng trong bụng rất nhiều mưu quỷ kế, là mấy cái thằng mà mặt mày thư sinh như tôi đó, đeo kiếm rồi đó, rất là gian manh đó anh em cẩn thận. À, cũng đúng. Tục gì vậy sư muội, quả là thông minh tuyệt đỉnh. Trời ơi mày bớt cái mặt này đấy gì. Rồi rất là nể sư muội sư phụ luôn. Vì người xấu không nói là họ phù hợp với qua lại, thường xuyên bị người ta ức hiếp mắng chửi, lâu dần sẽ tự ti và hung dữ. Đây nè, ta đúng là hay bị ức hiếp thật, nhưng mà không có thù địch với người khác đâu mà. Người đẹp phải đề phòng, người xấu hơn phải qua lại, trên đời này cũng ai để kết giao à. Khó tìm chứ không phải là không có đâu, ngươi là một ví dụ điển hình đó. Ta không phải người vế sau sau. Phẩm hạnh quý giá nhất trên đời người là chịu nhiều khổ nạn vẫn sẵn sàng đối lòng đối xử tốt với người khác. Sư muội nói toàn thân đầy thương tích mà vẫn thể cường cách hào phóng, đó chính là bằng chứng vượt qua vết thương. Loại người như vậy xứng đáng long tương kết giao. Ta cũng không tốt được như vậy đâu, ta chưa bao giờ vượt qua bất kỳ vết thương nào, cười cũng là hơi đẹp trai cho lắm, không có gì là hào phóng cả. Ngươi còn sống là chứng minh ngươi chưa có chết đâu. Không là tân binh giang hồ, hạn chế với nhiều điều kiện khắc nghiệt này, không mấy người bạn yên tĩnh nhìn hiệp khách thành danh. Thôi gọi huynh đệ đi. Chịu đệ hả? Như là tương tỷ được rồi, ok luôn. Xong ngươi biết ta nhỏ hơn, dựa vào chiều cao và cả vô công nữa. Ngang ngược. Thôi thích tỷ thì tỷ luôn. Triệu tỷ đồng, 1 triệu tỷ đồng. Chuyện này thì trùng hợp ta ra ngoài thôi, sư tỷ ép ta đi làm việc chứ không thôi là cũng không có dướng vào mấy cái chuyện thị phi này. Sớm một ngày muộn một ngày cũng không gặp nhau, đây là duyên phận. Không biết mấy giờ rồi, chuẩn bị sáng này. Cái sư tỷ này
Rồi nói chung là đi vô Cẩm Cẩm Hương cung này á, anh em sẽ tưởng tượng nó như một cái Nga mi phái á, toàn là nữ giới không à, không có nam giới nha. Trong con game này Nga mi thì có nữ có nam, nhưng mà Cẩm Hương cung này mới là toàn nữ, thì nó giống như cái mà Nga mi trong mấy cái chuyện kia hơn, nên cái Cẩm Hương cung này thì nó là coi như là nữ hết á, còn Nga mi kia là có đực nữa nha, cẩn thận tí. Trước khi lên đường sư phụ đã cho ta một cái danh sách gọi là tình ca sát hoa xót hoa, ghi chép rất nhiều tên tên lưu manh phong lưu chiên ớt hiếp phụ nữ, yêu cầu chúng ta theo danh sách xác minh tin đồn, gặp kẻ có bằng chứng xác thực thì hạ thủ trừ khử luôn. Hôm nay Trần Tự chính là một trong số đó. Thôi chết rồi, cái danh sách này không chừng là có nội đại sư huynh của mình á, cái thằng đó nó cũng mà tối ngày lông nhông. Tối ngày nó lông nha lông nhông vậy đó. Gia tộc danh môn phiêu hiệp Đường Bố Y cũng nằm trong danh sách. Tôi mới nói xong rồi. Yên tâm, ta sẽ điều tra rõ ràng. Sau đó nghe hắn trình bày, tự nhiên không có quan uổng với người tốt đâu. Đến lúc đó tao muốn mời ngươi làm chứng. Lúc này tao muốn nghe ý kiến của ngươi. Rồi thôi 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 thôi, đừng có suối dại. Hành sự phóng khoáng đi thôi, nhưng tâm điện ha, tâm địa của hắn tương đối rộng lượng, không phải mấy tên dâm tặc ác bản ở đâu. Cũng đừng có so sánh thằng nãy. Thằng huynh trưởng của mình đó chơi bài thì cũng có nha. Anh em nhớ cái ca trước lần trước tôi chơi không? Có cái ông mà đeo mặt nạ xuống mà giả vờ làm cái tiên môn gì đó, môn phái của mình á, thì dạy dạy mình về cái ám khí rồi cho mình cái cuốn công pháp á. Thằng đó chính là thằng sư huynh của mình á. Sau này tôi mới nhận ra, tôi mới biết hóa ra là không phải cao nhân gì cả, thằng sư huynh của mình đã đeo mặt nạ cho thôi. Nó cũng tốt, nó giúp cho mình rồi. Rồi nhớ điều tra rõ ràng nha. Hiểu hiểu. Rồi tạm bơi, tạm biệt. Có gì ghé đường môn chơi nha, chịu tỷ. Em trai, chị sẽ quay lại thăm em sau này gặp lại. Hào sảng sòng phẳng thiệt, giống người miền Tây đó nha. Bữa con cái này thương ta gấp 10 lần, chắc là 10 không mày. Chết rồi, không có con gà ơi. Gà đâu, mưa to tao bị kẹt nên tao đã bóp tay mày nè, dám ăn gà của ta. Muốn ăn đòn à, ấy da, ấy da, ấy da. Đúng là cái ông biên kịch này thiệt, vừa nâng mình lên một phát là coi như đạp mình xuống đáy rồi à. Gì nữa đây, chịu hoạt như là chịu hoạt phải không, mình hủ cái bang xong rồi đột ngột xong rồi đường môn như vậy. Đây cục cức mới hỏi là còn nóng hổi mấy thúi, người mau đi theo ta, không biết chuyện gì nghe, nhưng mà nghe người nói chuyện khá là vui rồi đó. Đi chơi cùng phân với ta nào. Gì đây, trời ơi mấy ông đẹp ông lười gì vậy, áp xét á, ông có cái hình một ông nhân ba ra luôn nè, coi như là ba người nhá. Chính ra nhưng mà chính đến rồi đây. Vì sao sao nhiều người vậy, nhìn cái thằng đang ôm đầu không dám ngẩng mặt kia kìa. Hả, tên khốn này mạo danh ngươi ăn uống chơi bời gái ngủ không trả tiền, còn dám móc trộm tiền trong bát người ăn mày mù, tên này bị chúng ta đánh thừa sống như chết mới khai nhận như là chịu hòa. Hí hí ông bà mày, thế gian này có thực sự có kẻ như vậy tao, nụ cười gì của ta đáng sợ như vậy à, có đối thủ cạnh tranh gì nhan sắc rồi. Dòng người vô đường môn rồi, cái người cũng phải là có thù lao với thằng này đường môn hả? Cúc, mắc cái đéo gì phải trả tiền? Mình nói tục rồi nè. Nhưng mà đéo quan tâm. Thằng này có phải người của đường môn đâu. Đuổi ra ngoài đã. À đúng là trả tiền trước đi, có lót lại không ta? Mình hồi nãy cũng hơi là thất thế nữa. Hai hai 17 này là hồi nào đấy, chắc cũng lâu rồi, thôi bỏ đi. Thật không thể tin được, quá tuyệt vời. Mình báo chuyên môn sự việc là vậy, người này thì chịu hòa mạo danh sư để Quảng Đông à. Lúc trước á, cái K1 lần trước tôi chơi á, với hồi nãy nó có nhắc cái vụ mà mình đến Quảng Đông á, dám bán thuốc giả nè, rồi giở trò đồi bại với phụ nữ nè, nhìn cái mặt nó là đéo thể tin được rồi. Sư thúc không phải bị đâu nghe ta giới thích đã. Ta là sư thúc à, ta cảm thấy có lỗi với cái người câm mõm suốt úp, nhìn cái mặt là biết nó là phàm phu tục tử rồi, mặt cổ ngực không hề có dấu vết nói, không phải là đeo mặt nạ cho người hả, không phải cải trang rồi, giải thích rõ ràng đâu. Hâm mộ danh tiếng của đường môn mà thôi, thấy Quảng Châu chưa một đệ tử nên đến bái sư.
cũng không biết luyện đan luôn. Sư huynh bảo ta đi bán mới đi, kiếm được tiền cũng không có phần của ta. Không biết nội thuốc đó cũng gây ra vấn đề gì, cũng không có cưỡi ngựa làm ta bị thương, căn bản không biết cưỡi ngựa. Điều do cái sư huynh đệ xúi giục. Cái thằng này cái mồm miệng của nó là không có tin được nha. Anh em giống mà cái vụ vận chuyển ma tí á, đem ma tí đi bán cuối cùng lại bảo không biết là không có chuyện đó đâu. Nhưng mà hồi nãy theo cái lời kể của ông Tam Sư Huynh của mình nói về cái vụ mà đi bán thuốc giả còn ép cả nhà người ta nữa, thì không thể nói là lảng tránh cái chuyện bán thuốc giả nữa, đã sai rồi, cái chuyện ép đó là đéo thế nào là không sai được nữa. Đéo. Ngoài ra thì bây giờ nó còn chạy xe mô tô phân khối lớn không có bằng lái đâm người ta nữa nè. Vết thương nhẹ, nhẹ kỹ á. Rồi mới xưng là chịu hoạt đại hiệp, nó mạo danh mình. Còn việc ta xưng là trưởng môn đều là nói nhảm, ta phụ trách canh cổng. Trưởng một là trưởng môn là cái cửa, trưởng môn là người canh cửa. Còn sầm sổ phụ nữ không có, nó còn mà quấy gối tình dục nữa nè. Rồi còn mạo danh giám đốc nữa nè. Chủ tịch hội đồng quản trị mạo danh nữa nè. Nếu thế nào mà tin được thằng này đâu. Nhất là cái mục diện nó như thế này nữa. Đẹp trai chỉ còn một người thôi, không gây hại tính mạng gì, sao mà ông chủ môn của mình không hiền như vậy. Tên này mạo danh ngươi, nói xem xử lý thế nào. Đó là tôi với ông thằng vô danh tiểu tốt, sao nó lại mạo danh người là ngươi. Ta chỉ là quá mức hâm mộ huynh thôi. Cúi đầu dập xuống đất mấy cái. Không có Phan Dung, không có Phan Dung cái gì á. Vậy sư huynh xử nó gì sư huynh. Đem ra ngoài đồ lại công bằng á. Đừng môn cũng không biết hả. Đánh đập chết bỏ nó, đúng rồi đó. Hắn phải đệ tử đường môn cũng là cái kẻ bên ngoài thôi, lôi nó ra đập nó thôi. Thằng khốn nạn, bày ra đây. Rồi lấy cái mặt của cái thằng nó ghép vô máu 250 luôn hả. Thằng này có được cái mỏm thôi, nên mình mỏm vô mặt nó liền. Biết cây mà đỡ phát nữa nè. Rồi tụi mình đi vô mặt nó nè. Mày sủa lại né được. Con game nó ảo dữ thiệt á. Tiễn con gái ơi. Chửi cho nó không có ngóc cái điểm này lên. Không có cái điểm này là nó không làm gì được đâu. Mày đang làm cái gì ai? Đánh bể đầu mày luôn. Mày đánh ai vậy? Mày dám đánh ai vậy? Cái thằng bất nhân bất nghĩa dám mạo danh nhân vật chính này à. Bố láo bố tét này à. Đỡ đi, nó như bị phản đòn đó. Nó không đánh luôn, thằng này nó nhát. Nhát hả? Nó còn đánh tháng nữa, nó đang bị kích động nè. Đánh tháng thứ ba luôn nè. Thấy không? Hát đảo nó toàn đập luôn. Mày bố liếu. Phòng thủ thì chửi vỏ mỏm mày. Thằng mất dạy. Mạo danh thiên tài. Mạo danh. Trời ơi. Sao biết chiêu cuối của tôi là chơi con game này không thấy trúng ai vậy ta? Tôi cứ thông thả tra tấn nó từ từ đó. Đâm mày nè. Vỏ mỏm này nè. Rồi cho nó cái ám khí nữa là xong. Ai màu. Thằng mất dạy này. Khóc khóc cái gì. Vì vậy đồng môn sao đánh nhau. Không sợ nhị sư huynh phạt à. Sư huynh sư tỷ của ta. Chính là nhị sư huynh bảo ta ra ngoài giải quyết chức điểm. Thằng này mạo danh ta đi lừa bịp khắp nơi. Từ khóc nữa có chúng ta ở đây không sao đâu. Khăn không dám làm gì ngươi đâu. Cái con nỏm này. Ngươi có gì ghê gớm mà chẳng phải nhân vật nổi tiếng gì, đại hiệp gì, sao lại bị mạo danh, thì thôi cúp có gì đâu. Chỉ mạnh thiếp yếu hay ho lắm à. Sư tỷ nói vậy là không đúng rồi, trước đây ta bị đồng môn bắt nạt, sao không thấy sư tỷ ra mặt. Ngươi chắc là được thôi, chẳng sợ ta nói thật ra mất lòng, một tên đẹp trai như ngươi bị bắt nạt là đương nhiên, tên xấu xí bị bắt nạt thì xấu xí. Đẹp trai đi bắt nạt người đẹp trai khác thì càng, đây gọi thì đúng là bắt nạt kẻ yếu thôi, đây gọi là thời gian dịch bạo. Lý lẽ cái đéo gì đó, đúng sai gì cũng được, mấy quan trọng.
Nàng thơ trong lòng ta nói gì cũng đúng, hôm nay chúng ta vui vẻ, không muốn thấy máu, ngươi còn không chịu cút, đừng trách ta bắt nạt hắn thế nào. Ngươi bắt nạt hắn thế nào, chúng ta sẽ bắt nạt ngươi như thế đấy. Cái méo gì vậy? Chơi luôn, nhịn nhục mà. Máu có 200 mà bố láo hả? Ăn này. Không dám đánh phản quá. Chửi cha mày nè. Thằng này cũng đâm tép thôi. Đánh bại bao nhiêu lần cũng có thể đứng dậy, trời ơi. Cái thằng xin lỗi này. Tức là phải giết nó ba mạng hết rồi. Bây giờ mình chỉ còn phải đâm nó thôi. Né nó kìa. Chửi vỏ mỏm nó. Bố láo bố liếu thằng này, thằng chim lỏ này, thằng ốc tôm này, thằng đừng đục này. Chết rồi đi. Hồi sinh 3 lần á, hồi sinh không có đầy máu thì mày cũng vô dụng thôi. Tỉnh dậy, tỉnh dậy, cho mày một hit nữa. Ba máu hả? Ba máu làm gì được nhau? Ba máu mày vô đây, xem chiêu. Hết rồi đó hả? Hết rồi thì bye bye mày luôn. Hai máu. Xem chiêu. Hơn. Tôi tưởng nó hồi sinh vậy mà đầy ống máu thì cũng hơi căng tí đó. Bột tay mày nè. Võ công kém cỏi suốt ngày khoe khoang với ta, siêu win ngang tài ngang sức, cái gì đánh cũng không lại một thằng đệ tử ngoại môn, rất là mất mặt. Rồi chia tay đi. Nhiều chuyện á, nhiều chuyện á. Vì sư huynh đau khổ cáo biệt sư phụ mà đi gây ra chuyện hỗn loạn như vậy, sư tỷ không còn mặt mũi đường môn nữa. Trời ơi. Hai đứa đó ở lại trong cái tông môn của mình thì cũng không ít lợi gì đâu. Hả? Mới đi đánh nhau về thì lấy cái gì mà chuột ông. Coi, bắt đầu có phần làm cu ly nữa rồi. Luôn game nữa đã. Có 14 điểm võ học. 14 điểm võ học này thì đi luyện võ đây. Đi luyện võ thì phải mở thêm một cái phiên bản cũ nữa nè. Tôi chọn mở hai game song song luôn nè. Rồi xong thì vô đây tải lại. Tải cái file tôi vừa mới xếp là cái file này nè. Đó. Rồi cho nó vô đây nó luyện võ hai game này nha, hai bản game á. Chứ anh em nhìn bên đây là vô đây nó không có luyện võ được đâu, luyện võ được đâu. Nè. Vô đây bấm vô tu luyện nè, cái này là cái bản đang chạy nãy giờ nha. Bấm vô cái khác như này nè, nó không có học được. Đó. Nó không có học được mấy cái võ này. Rất là khó chịu luôn, nhờ nên mới qua cái bản này. Phải xài một cái phiên bản thấp hơn á. Nó vô cái khác nè, bây giờ mới học được nè. Nhưng mà chưa được. Mới cái 9 điểm học ấn thôi, nên cũng chưa gần đâu. Bây giờ tiếp tục luyện cái quyền cho nó mát đi, lấy được một điểm thực học đó. Đó. Có điểm Phật học chưa ta? Nội công. Ám khí này. Thôi mát nội công trước đi. Ám khí thì tính sao. Bây giờ phải 10 điểm học vấn thì mình mới học được mấy cái này dưới đây. Rồi từ từ học. Vô đây gặp ông là diện sư huynh thì tam sư huynh thì dắt lên đường tí điểm học vấn đó. Đó đủ 10 điểm rồi. Gì đây? Được cái bánh bao hả? Ăn bánh bao nguội nữa. Người vừa ăn vừa xem tờ báo này đi, nội dung nó rất là thú vị đó. Báo đặc biệt kỳ này nói về bảo vật của võ một vương xuất hiện cho là danh giang hồ. Năm đó thì Cao Tông hoàng đế tin lời gian thần thần quái, một lòng muốn hòa giải với kim. Liên tiếp hạ 12 đạo kim bài chịu hồi hoạt vi, hạt vương bừng bở ở dài, 10 năm công sức tan thành mây khói luôn. Hoàng đế ngu ngốc, vũ gian thần này, hoạt vương biết rõ thế đã mất rồi. Vẫn chống lệnh.
này để tôi tóm tắt đi, đọc chữ nhiều mệt lắm. À, tức là nó đem kho báu trong vòng mấy cái ngày đó đó. Nè, Bồng Vương và Tăng Vấn, Chương Nhạc, Nhạc Vân, Từ Khánh và 5 người khác chia cái của cải thành 5 phần cải trang thành dân thường đó, phân tán khắp Võ Lâm luôn để giấu tiền. Ủa, không phải giấu tiền á, mà là thế thân thôi. Mất cái âm phù này. Cái âm phù này mới là cái kho báu. Hai vị huynh đệ nhà Diệp Điểm Thương chính là thuộc hạ của Nhạc Vân. À, Diệp Vân Du đó hả? Cái thằng nãy mà thằng hiệp khách trên thuyền với mà con em gái của nó đó. Bản đồ kho báu được khắc trên người của Mùi Mùi hắn. Diệp Vân Thường có được nó, giàu có sánh ngang với thiên hạ? Không có đâu. Nó mượn tôi 3.000 tiền đến giờ nó chưa có trả nữa. Đó, Diêm Quang Tam Sát là ba cái thằng mập mập tròn tròn nãy nó đánh mình, nó muốn đòi con bé đó. Hóa ra không phải là háo sắc mà là hám hám tiền luôn. Hám cả hai luôn. Chuyện hoang đường nghe có vẻ rất là thật. Thôi ơi, đừng có nói bậy. Ừ, đúng rồi đó, 8 năm trôi qua rồi, nếu có kho báu thì họ không lấy rồi. Thằng Tứ này nghe có tiền cái nó mò vô à. Bảo vật cho Tống làm sao thể bỏ qua, ngay cả ta cũng muốn đi trộm nhìn thằng Tấm. Đừng có làm nhục về xong nội ơi. Tiền có thể kiếm được, mạng sống có thể kiếm được, muốn chi tao bốn công tin vào lời đồn này, nhưng nói đi nói lại những người tin tưởng thật sự là không ít đâu, đang nóng lòng rất muốn hành động đó. Hàng gì cái thằng Diệp Vân Chu á, Diệp Vân Châu á, nó đi ra đường nó đeo khẩu trang, nó đội cái mũ vành, đội nón lá. Không phải ta đâu. Người lén lút nhìn trộm có người để mắt đến nhan sắc, vẻ mặt chính nghĩa do bờ công bằng, thực chất là muốn giành được trái tim người đẹp. À, hèn gì nó mới núp ở bên mà cái bờ sông nó nhìn mình bị đánh, nó thử lòng mình. Mình cũng lúc trước thì đâu có biết cái chuyện này đâu, giờ đường Tam không đề cập mới biết á. Ban đầu chỉ có một hai người lén lút theo sau thôi, sau đó càng đông luôn. Thậm chí là nói thẳng ra cái cách chia tiền, chia kho báu luôn. Nhục. Môn phái ta và Điển Trang xưa nay có bưa nhau, nhị sư huynh thì cũng căm ghét cái Điển Trang phái rất là nhiều, nhất định sẽ không chịu chữa bệnh cho mùi mũi của hắn. Đến đường môn thì thay vì đến đường môn thì đi qua toàn chân phái đi. Cái đoạn này có vẻ quan trọng à, lưu lại cái đã, có gì mình đi lại ngay cái bước này, đi ra cửa coi thôi. Hả? Nhưng đương khách quan đừng có ngồi dưới đất như vậy, đông người thế này quán làm ăn phát đạt quá ha. Khách quan xin lỗi, quán nhỏ chật hẹp không thể làm ăn mấy ngày được. Không có gì, ta chỉ ăn tạm rồi mình cho đỡ đói thôi, ra ngoài vỉa hè cũng được, mà quán người có món nào mới không mà đắt khách như thế này, bưng đăng cũng được luôn. Những khách quan này cũng phải ăn uống mà đến, toàn người trong giang hồ lại ăn cái bàn này nữa. Người làm việc đi, để ta đuổi những thằng này. Ngày vui vẻ tí được thôi, ngày cái bàn thôi. Cái miếng thịt béo này đến mức mà đường môn cũng thèm thuồng đó. Đại ca nói vậy là sao? Hay tụ họp ở đây cũng là muốn đi cùng nhau tranh xem bản đồ kho báu mà tiểu thư nhà họ Diệp xăm lên ngọc thể sao? Trời đời lột độn cái nè hả? Vậy là huynh đệ họ Diệp đang ở khách sạn này à? Ngay trên lầu luôn, mấy ngày nay họ trốn tránh không có sự theo dõi đâu. Trời ơi mấy ngày nó tham. Thằng nó cũng ngán cái võ công của thằng kia, nó mới không dám manh động, nó mấy ngày nó ác lắm. Nó chờ không được thì sau này nó sẽ bày mưu tính kế vậy thôi, như hạ độc vào thức ăn hay là đánh lén hay là tập kích gì đó. Có một thằng bị đánh băng xuống cầu thang rồi. Cai, họ Diệp ngươi nhớ kỹ cho ta. Diệp Tấn à. Thôi lên lầu mà nói chuyện hai anh em nó thôi. Diệp Vinh Đài.
Bây giờ không phải lúc nói chuyện tiền bạc. Hang này là hang nào vậy? Tránh ra, đừng có đứng ở cầu thang nữa đấy. Hai thằng bên này là hai thằng nào với ta? Thằng này nó đòi đánh mình chứ không đánh với Diệp Vân Chu. Phải. Mày biết lựa đó con. Mỏng công mày nè. Ây da, bình tĩnh bạn. Ây da. Mỏng lần ba luôn, có mày dám. Rồi rồi. Nhịn mày đi. Mỏng lần bốn rồi. Rồi nó nghĩ đánh mình rồi. Mình sủa cái cô nào nó cũng đánh mình hết. Không, mấy này là tôm tép thôi. Nó chuẩn bị đánh mình nó đỡ thôi. Đỡ phải nữa, đánh đi. Nó không đánh nào không vậy ta. Rồi giờ nó mới gục dịch hả. Rồi, vỏ mỏm đó. Nói chung bây giờ máu 200 là tôm tép hết rồi. Không quan tâm cho nó. Mà sao máu của mình lần này nhiều vậy ta? Tôi nhớ lần trước chơi máu đâu có 100 mấy à mà. Hay gì đó điện bỏ. Bây giờ cứ ném nó đến chết thôi. Mấy này tông tép lắm. Mày đánh ai vậy? Bản lĩnh không có nhưng mà kiêu ngạo thì có thừa. Diệp Vân Chu đâu rồi? Diệp Vân Chu cũng cô gái nhảy qua nóc nhà đi rồi. Mình cũng sủi luôn thôi. Tội nghiệp hai anh em nhà nó chứ. Nữa rồi hả? Hai thằng này là đệ tử của Điểm Thương phái đó. Nhưng mà nghe cái lời đồn đó thì cũng đi thêm hai đứa này luôn. Trời ơi. Mấy cái đứa này nó tham dữ dằn thiệt. Cái Điểm Thương phái này á, nó cũng mà khá là ghét cái đường môn của mình. Nên hai anh em nhà này nó đến cái đường môn mình nó xin thuốc của thằng Nhị Sư Huynh chuyên gia chế thuốc á. Thì mấy đứa này nó cũng ghen ghét nữa. Thực ra là lòng tham nữa thôi. Chứ ghen ghét cái gì. Đường môn hiểm độc xưa nay chính đạo Võ Lâm Kim Thường. Hồi xưa tôi top 3 đó ông ơi. Đường môn hồi xưa là top 3 giang hồ đó. Cái gì tôi nhớ cái câu mà Ngọc Bích gì Hoài Bích không có tội, Ngọc Bích mới có tội gì đó. Đúng vô cái câu rồi nè. Ủa thì mình đi đây hả? Mình chuẩn dùng 2 đến 1 bán nạt ca cao đó ta. Còn gì con bé này không? Rồi thằng Diệp Vân Chu bị thương hả? Ây da. Diệp Vân Thường tham chiến là sao? Không 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 không. À người đường môn đến rồi được nè. Quy tắc chiến đấu của Tiết Cậu. Lấy đá chọi hả? Rồi rồi đúng rồi. Có tác dụng gì đâu em ơi. Chúng hình Diệp Vân Thường. Rồi ơi tự chúng mình luôn. Làm thêm Diệp Vân Chu phân tâm nữa. Tìm viên đá bự hơn. Chết anh Chu rồi. Bình tĩnh em ơi, bình tĩnh em ơi. Tự chúng mình. Cái con nỏm này thiệt á. Đại ca chịu ơi, ngồi mỹ nhân kế đi. Nữ tử chủ động hơn mấy người luôn. Tìm đập nhanh hơn, giúp ca ca đi, ngồi để ta. Hả? Để lẽ mình đứng ngoài mình 500 máu. À con này giúp 3 lượt chích kích hoạt sát thương siêu bảo chích chí mạng gây chón. Thôi 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 đỡ đòn thôi. Đỡ đòn chờ 3 lượt cho thằng này nó ném cho mình. Đỡ cái nữa. Rồi sủa sủa sủa.
kìa, phải. Thanh niên hỏi dịp thì kinh vãi ra. Nó chém một phát 400 đam. Rồi, tạm biệt. Thằng này nó vẫn còn nhân từ quá. Tao hồi đường mà. Ba lần hả? Tặng thuốc một lần trên thuyền một lần, bây giờ là lần thứ ba. Rồi dùng thân báo đáp em ơi. Lại mấy thằng lôi trôi đốt cấp lên cơm đó nữa rồi. Thôi lên đường môn trốn thôi. Nghĩ sao dám lao vô đường môn vậy? Ta còn dám vào cái cung điện nữa hả? Không có kho báo thì đem phiền phức đó. Không có kho báo thì ta cũng muốn nhìn cho thấy rõ. Cũng gì chúng ta sao phải chịu thiệt thôi. Rõ rồi lại mê. Ta muốn xé rách y phục nàng. Ta nhất định không ngăn cản. Má xin lỗi. Mấy này trung tình thượng não rồi. Vậy sư huynh ơi của em. Hai người này bạn của ta giang hồ đồng đại hằng rằng họ mang theo báo vật mới chi xác đó. Thôi đừng có giải thích nữa. Trốn đi. Rồi, nhị sư huynh bắt luôn cả hai đứa này rồi. Cũng được, bắt luôn thì cũng là coi như một cái cớ để mình hành xử đúng đó. Sủi. Rồi. Đến hội đồng ơi. Rồi ok, quất. Vỗ mõm nó một cái, thì chạy. Đi lụm tiền, tranh thủ. Mấy này nó không có tôm tép gì, nó chỉ là mấy người tuổi tôm thôi. Vị sư huynh mình ra gãy tiêu cái là xong rồi. Mình chỉ đi lụm tiền thôi. Rồi anh để ra lụm tiền. Quả trời tiền rồi em ơi, tiền. Nhờ thằng đại sư huynh nó chỉnh sửa lại cái công pháp đó. Lụm được 990 đồng luôn. Bố vả hết từng đứa chúng mày. Giết người thì không đến nỗi, nhưng khổ sở thì không thể tránh khỏi. Ngươi có văn quá hả? Ở dưới đây. Hù với nó. Đạo đức của mình nó xuống cấp dữ rồi nè. Chưa đến lượt ngươi nói chuyện trong đây đâu mà. Cũng đúng thôi. Ngoại môn này bố láo hả? Thử thuốc. Đó, vượt cửa. Tụi mày có cửa đó, nhưng mà cửa đến địa ngục đó. Xác của các người sẽ dính đầy khắp sân của đường già, chắc chắn rất phiền phức. Các người tự giết lẫn nhau đi, kẻ nào sống thì xuống núi, còn kẻ chết thì em chết ở đây luôn. Thôi. Kén hết chứ gì. Rồi giải thích chơi sư phụ đi. Tính ra gặp huynh đệ tỷ muội này cũng mệt dữ thiệt chứ. Đúng rồi đó. Rồi 100 cái thằng mà hùa theo đó lên núi này cộng lại chắc cũng bằng 10 cái não thôi. Nhị sư huynh bắt đầu cay rồi. Tốt nhất đừng có phát ngôn bậy bạ nào á. Ngươi cũng chẳng phải tốt lành gì, nếu không phải ngươi thì đi đâu cũng được. Sao lại cố tình đem cái gác gối đến cái cửa đường môn của chúng ta? Đường cùng thôi. Cái gì gọi là đường cùng thực sự như vậy sao? Điểm khám phá bỏ công không phải rất cao cường mà. Ngươi là kiếm khách là tung á. Cái này chú gì mà? Dì Vân chú. Thôi. Bắt đầu dùng miệng lưỡi nói rồi đó.
Thành đấu giang hồ không bao giờ sợ phiền phức lo lắng của người khác, không phân biệt giàu nghèo thiện ác, chính tà một lòng, đây là điều của Đường Đại Trưởng Môn nói. Huynh trưởng Diệp hôm nay không phải ngớ vội sao, bây giờ vội vàng tiễn khách đúng là không thích hợp cho lắm. Người đầu tên đệ tử ngoại môn dám dùng lời của trưởng môn để mà bắt bẻ là không 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 có đâu, không có đâu. Những sư huynh à, huynh đài bị điểm gan chi đuổi rồi, tạm thời nương nhờ đường môn tí thôi. Bây giờ đuổi hắn xuống núi thì chẳng phải là nói chúng ta sợ điểm gan phái à? Ngươi chẳng lẽ giống như đám mổ phu này tin là có báu vật nên mới vội vàng định bợ, hay là si mê mộng tưởng hão huyền chửi mũi của người ta? Không có. Nhận nghĩa huynh đài chịu, trước khi ta biết đến huynh đài Diệp thì đã hào phóng giúp đỡ rồi, nếu chưa biết sao dám nói chính chuyện nhịn bợ này. Không phải ngày đó huynh đài chịu cho ta linh dược cứu mạng em gái ta, e rằng đã khó giữ đường mạng sống. Ta sẽ chết à? Linh dược gì? Ngươi chỉ là một kẻ nửa vời, đừng mang những viên đan phế phẩm người luyện ra ngoài hại người, đừng làm nhục danh tiếng của đường môn của Lý Đại Phu mà anh. Viên dưỡng mạnh đan lão già cũng đầu đó sao đến tay ngươi được, mua 5.000 đó. Ngươi có biết viên đan đó quý giá như thế nào không? Lần trước đó, tôi chơi là tôi phải đọc cốt truyện đầy đủ lắm, là hai vợ chồng cái ông mà Lý, hai vợ chồng ông lão Lý đó đó là có hai cái viên đan dược đó thôi, định sau này về già là cả hai cùng uống để mà sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời luôn, coi như tận hưởng mà tới cái tuổi già bên nhau á. Nhưng mà cuối cùng vợ ổng lại bỏ ổng, NTG ổng luôn, đi theo người khác luôn, nên hai viên đan đó cuối cùng ổng dùng một viên, còn thừa một viên đó đó thì mới đến có cơ hội cho mình dùng á. Trời ơi, cuộc đời đúng là duyên phận, không rõ lắm, chỉ biết là nó hiếm lắm thôi. Người không biết cũng chỉ là một con chó mà thôi, ngày ngày biết ăn uống vệ sinh lãng phí thời gian vàng bạc cũng không biết, một kẻ vô dụng được linh dược mà không dông cho chủng môn, thật là con cẩu tạp chủng mà quên. Ai biết nó hiểu nghiệm như đâu, trừ 13 điểm cống hiến luôn. Phải ra là viên thuốc nó quý giá như vậy, thôi không có biết đâu. Nhị sư huynh bên kia có sư huynh bị thương, mời anh qua giúp. Người này canh dần gặp huynh đệ này đừng có lơ là nha. Nhị sư huynh này nó độc mồm độc miệng nhưng mà nó nói đúng chứ, ông trưởng môn của mình nó cũng bệnh thôi thúc. Thằng ngu họ chịu kêu qua đây. Dàn hai game của mình. Người đến là sư muội mà chịu lão huynh nó nhắc đến hoài sao? Ta là Đường Mặt Linh. Tên hay ha. Ta là sư muội Điểm Thương, tên là Diệp Quân Thương. À, chào. Cái gì với em? Thấy gái xinh cái đỏ mặt hả? Cái gì đây? Hả? À? Thằng nhân đen ra mày là cái thá gì muốn tạo phản à? Bố lão bố lét. Trừ 13 điểm cống hiến khổ à. Đổi người khác, thằng nào biết nói chuyện là lên đây. Thằng nào đẩy con chó của quan phủ ra đây, không biết đường môn chiên đối đầu với quan phủ à. Cái người tưởng cái ngoại thành này cái kia là giả à. Không có ai đẩy hắn ra mà, hắn tự muốn chui ra đó, lần này không phải hắn thù hận luôn ra chúng ta chứ. Thấy tên quan bắt chửi đánh nhau người khác võ công cũng không tệ đâu, thì bắt đầu cái tên đó trưởng môn nhà ta cũng như đối với hình Diệp Huynh vậy, không đáng một đòn. Ta cũng không dám mà, sợ quá không dám nhìn. Chọn công ga thì đấu phu sẽ chọn một thằng. Thằng bên cầm gậy bên kia, mày gặm mắt to. Đừng tiền bối, tốt. Giang hồ hậu học cái bang Lý Phú Quý bấy kiến tiền bối. Thôi hành lễ nói chuyện đi. Ta không biết, ta biết mình không có lễ phép cho lắm, thực ra là chúng ta hơi mềm. Thằng này nói chuyện là cũng thật trà đó. Đẹp con trai nói chuyện mạnh mẽ lên được pháp ứng như vậy. Dần 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 là sẽ cố gắng. Trình bày ngắn gọn, cái người xâm phạm vào đường môn chúng ta, nói có lý mới có đường sống. Suy nghĩ đã. Đừng có suy nghĩ, có gì thì nói nấy ở đây. Nghe nói hai huynh đệ họ Diệp Điểm Thương của quân đội nhà họ Tạ, Tạ quân gia của quân trước khi chiến tranh đã các bản đồ có báo nên người con gái nhà họ Diệp đó là quân nhu để phục hồi Giang Sơn. Mọi người đều miếng chạy chữ gì gì ông nội. Nói chung là mọi người đều muốn cướp cái kho báu được giam giữ trên cái nhà tiểu muội của nó đó. Chúng ta đến đây bảo vệ hai huynh muội nhà họ Diệp mà thôi. Ban chủ nói rằng đường môn hay bắt giữ huynh đệ nhà họ Diệp để uy hiếp Điểm Thương phái, chúng ta tuyệt đối không để họ gây vào tay đường môn. Nói cách khác gây vào tay ai cũng được, chỉ là không để đường môn chiếm lợi. Lỡ nói mấy câu cuối cùng rồi có thể không tính nói lợi được không? Vậy tính ra cái thằng Lý Phú Quý này nó cũng không xấu cho lắm, nó chỉ là không muốn cái đường môn của mình trở nên phát triển quá thôi, chứ nó còn phải nữa tham. Chính xác hơn nó không phải tham mà nó thâm thôi. Lời nói như nước đổ sao mà thu hồi được. Gặp người của cái bang
đưa nhóc này về để nó nằm nghỉ đi, nó xỉu rồi. Chờ đã, tiền bối đường cái gì chỉ giáo nữa, tặng do thằng nhóc đó viên đạn dược này, không có độc nữa. Lão phu muốn giết người thì chỉ vẫy tay cái là xong, cần gì phải lãng phí cái đạn dược này. Tính ra thằng đó là nó thật hạ chất phát phết quá, nghĩ gì nói đấy thiệt, tăng tí độ thiện cảm luôn nè. Còn hàng Diệp kia đâu? Đây thì phản bối đây, chào Dũng môn. Chuyện này có thật không? Có thanh kiếm này thôi. Ngươi có muốn trình bày cái gì không? Rồi, bản bối cũng muốn trình bày lắm nhưng mà không có ai nghe cả. Bây giờ là đứng ở chỗ đâu khu mà nói. Trùng đậu võ lâm, quý ông quý bà hay ghét tụi mình lấy đi. Chuyện có báo hoàn toàn là quan đường. Ngươi muốn chứng minh là giả, tin đồn lan truyền khắp nơi như vậy một cách chắc nịch luôn, qua không phải là không có thật đâu. Điều này có thể nghe một mình ngươi nói là được sao? Ngươi tự xưng hiệp khách muốn độc chiếm tiền bạc của tướng quân nhà họ Nhạc cái gì? Cho dù không có kho báu cũng phải để người ta trợn mắt chứng kiến. Lúc nãy lão phu không nói, giờ mới bắt đầu tính. Diệp thiếu hiệp chưa nói lời nào, thằng nào xen giữa lão phu lột miệng thằng đó. Lúc này cả võ trường rộng lớn im phăng phắc luôn. Còi nói đi thằng đệ tử Diệp ơi, của một vương trung thành báo quốc lão nhân gia, thà dùng tiền mua lương thực mua giáp mua ngựa làm sao tích được chữ của cải. Dân chúng Hà Nam đội mũ thương xếp hàng chào đón, hỏi những nơi bị kim nhân cướp bóc. Tính ra là cái ông đó ổng tốt bụng á, nên cái vụ kho báu nó chắc không có đâu, cùng lắm là nó cầm cái lệnh bài nó đi à. Vũ Mục Vương cách đây mất 80 năm rồi, truyền thuyết nếu như có thật, nếu như có kho báu thì sao Nhạc gia phải tiền hậu vậy, sao không lấy ra mà dùng. Hồng Bồng Vương Tán Văn tiên sinh Trương Hiến truyền thừa tương xứ, nói chung là những người họ năm người đó tướng tài đảm đương trọng trách vậy đó. Tức là mấy người kia cũng là tướng tài không, nên có kho báu thì cũng không đến lượt mà gia chủ con này, phụ thân con này. Chuyện xâm mình nghe đúng là quan đường luôn, không biết nghe lời đồn nó ra. Ta đã phân trần như thế rồi, mà các ngươi không tin cứ ép huynh đệ của ta thôi. Cái chuyện bình thường đó là mấy thằng kia nó cũng dân mua muội nó tin đó. Bắt ngài quỳ xuống xin lỗi hả? Ngươi nói không có, phải đưa ra bằng chứng, nếu không thì sao người ta tin được. Chỉ cần kiểm tra hình xăm cái Diệp tử muội nữa, mặt dày như vậy nhất định có hình xăm, nó bệnh nó mới mặt vậy mà. Chị cô nương có thiếu nữ trong trắng chưa chồng, người miệng lưỡi còn mọc xương cái gì. Giỡn vơ giỡn vịt, đây 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 để tôi kiểm tra cho. Giải thích đến thế mà nó còn không tin nữa, thôi rồi. Cái người cút, ngài không phải là người quả giải sao, đây gọi là công bằng gì? Ngài là bậc tiền bối võ lâm, phải ngang ngược như vậy, phải cho một lời giải thích. Lão phu nếu không phải người hòa giải, chỉ việc giờ dựa vào việc cái ngươi dám xâm phạm đường môn, giáo vô cũng đã xuống tay hàng loạt rồi. Bây giờ lão phu có lời cũng chỉ muốn nói lại với các ngươi, những kẻ ngu dốt không biết phân biệt phải trái trước sai, vô sĩ lợi dụng danh nghĩa chính nghĩa, lão phu sẽ động thủ sát hại hết. Sủi câu nào nữa thì đòi đây, lấy mạng mà hỏi. Bye bye. Núi xanh không đổi, nước xanh mãi dậy, đường môn của đoàn ta được lĩnh giáo sau này sẽ cái gì? Nói sau này đến thỉnh giáo thì họ sẽ thực sự đến nhà người đó, đừng có nói nữa. Tạm biệt thôi. Rồi thằng này, thằng này nó não tàn à, mọi người đâu hết rồi, không muốn có báo nữa à. Người đúng là thằng ngu không biết sợ hổ đó. Phải lôi nó đi nó mới đi nữa. Chưởng môn quay phong thật, có chưởng môn đường môn không còn huy hoàng như xưa, cũng sớm hay muộn mà thôi, không có gì phải sợ. Cái thằng Diệp Vân Chu đó thì nó giỏi đó, nhưng mà nó cũng hơi hiền. Trên đời này làm gì có đứa em gái nào phiên mà huynh trưởng của mình nói cái lời thô tục như vậy chứ. Thì mỗi đường trong mỗi năm thực sự không có mấy người có thể sánh vai được đâu. Người hung hăng nhát gan thì nhiều, nhưng đánh đâu thắng đó, xưng bá thiên hạ là bậc kỳ tài đương thời, chỉ có trưởng môn Đường gia mà thôi. Đừng có định. Chào huynh trưởng họ Diệp, trưởng môn chính đường. Mọi người cùng đến đó tối nay làm khách dùng bữa. Ê, sư muội sao đi theo đó vậy? Cái gì nổi nhạc ngươi hay bạn bói hả? Rồi,
Thật cái giả gì chứng môn thừa nhận đồ đệ có điểm thương à. Hắn là kiếm khách Tùng Xanh Tùng Núi, đại ngũ trung phòng chúng ta à. Rồi môn phái nào nào đủ tiền chuộc lại ngoại thành đã. Bây giờ âm 13 điểm cống hiến kìa. Cấp điều tranh che mưa che nắng là được. Thằng này nó có nguyên cái du thuyền luôn mà ta. Cái du thuyền trên biển á. Hãy thử đặt vào vị trí của ta xem. Nếu có một ngày các đệ tử điểm thương đang ngủ đến nửa đêm thì có thêm 1 triệu sư đệ nằm giữa các người, thử hỏi các người ngủ hay như thế nào. Sao đấy là làm ví dụ như vậy? Vì lấy người khác làm ví dụ thì không cảm nhận cái cảm giác kinh tâm động phách đó, chỉ có người mới đủ đáng sợ thôi. À, chưa bị hỗn loạn dục hổ thì biết được, hiểu rồi. Đừng hiểu lầm, cảm giác của tao cũng phải như vậy mà. À, thằng này nó giả vờ ngủ thôi chứ tâm nó vẫn tỉnh lắm. Nó lên núi nó chặn cái liều cỏ luôn. Vân Thương chứ mà sao dịch thành Vân Trang vậy? Ta từ chối mà, tao muốn ăn ngủ cùng mặt lên, các sư tỷ cưng chiều ta, ta ăn ngon, ăn ở đây sống trong sung sướng. Đầu óc mụ bị rồi, sao ngươi lại bắt ta đi vào cái bụi cỏ dại đó? Ngươi vô tình bị tiểu muội khinh thường, buồn chứ gì? Đó, chưa cho mình làm việc nữa hả? Bắt lính đây, đi ngoại bảo với gạo, còn thiếu 3 người nữa. Tiền công 100 văn, đến trước thì còn trước, còn thiếu 2 người nữa. 200 văn, còn nhiều hơn nữa, đừng ép ta đi tìm anh sư huynh điểm danh đấy nhé. Tứ sư huynh, cái này cho ngươi. Một người làm việc có 2 người, 400 văn kia đều cho hắn hết đi. Không phải. Hèn hả, biết vì có nước để cho ta. Trời ơi, không phải nói thay phiên nhau làm sao? Tiện nhân, cho ta thành thật một chút. Lần trước xếp theo thứ tự, lần này chúng ta nhìn mặt để quyết định phái ai ra ngoài. Ngươi đẹp trai nhất, thì phải làm công việc nặng nhọc này. Hiếp người quá đáng là sư đệ nén bi thương đi. Bán gạo đây chính là mọi người trong sư môn cái cơm ăn đó. Mỗi shipper giao lên anh ơi. Nếu ta đoán không lầm thì không phải ác mỗi gạo thôi đâu. Đương nhiên không thể hết yếu một ít nhỏ nhặt khác giúp ta mang một số thứ nữa. Lần trước vui vẻ ngại không mà rất là ngại đó. Lần trước vui vẻ cùng ngươi xuống núi, kết quả thì bắt ra cổng một đống hàng đi về nữa, chết thì gãy lưng. Sư đệ trong môn phái có thể ra ngoài làm việc thì bị ngươi lừa hết rồi, ai mà bắt bẫy nó đâu. Còn còn biết hôm nay ngươi không vác cũng phải vác, không muốn vác thì lại càng phải vác. Thôi ít nhất cũng tìm thêm một người nữa đi. Rồi ông nội đừng bố y. Đại sư huynh, khi nào được sư huynh làm việc mặt chứ, ta nổi hứng thì làm đi thôi. Sư huynh cũng 200 văn tiền thôi nhé. Rồi ok. Đi cùng hai ông nội này ổng quậy cái là banh chành luôn á trời. Cái người này đợi ta, tiền vương phẩm đó giữ sổ sách cái đã. Sư đệ trước kia người ở gian phòng nào đó, gian gần nhà xí đúng khổ luôn. Không thôi à, sao lại chọn cái đó? Ngươi nghĩ là tao có quyền lựa chọn à, lúc đó là bốc thăm. Kết quả sư thúc phụ trách việc bốc thăm nó trực tiếp nhét cái thẻ nó vào tay ta luôn, kêu ta ở đó. Nói cứng luôn là bắt ta, nói cứng luôn là ta tự rút được cái thăm đó. Có thể trách vận khí của ta không tốt mà thôi. Đây không phải ngỡ ngàng là bắt nạt à. Ta làm gì được nó đâu, chịu ấm ức nhiều lắm mà. Tự nhiên đi trên đường bị người ta chỉ thẳng mặt mũi mắng, chính là hắn. Rồi đó không phân biệt đúng sai đánh ta một trận, vừa sống thiếu chết. Anh em thấy cái đẹp trai bây giờ nó khổ chưa? Ra đường fan nó tặng nó xin chữ ký đồ, rồi muốn ăn ở chỗ nào người ta khu xếp sẵn cho từ đầu, phòng khách sạn đồ luôn. Trời ơi đúng là đẹp trai nó khổ. Cười cái méo, chuyện này buồn cười thế à. Chính hãng, chính là nó đó, mới nói xong linh vậy. Không phải chứ, lẽ nào chuyện xưa lặp lại nữa rồi. Yên tâm, lần này có đại sư huynh ở đây, không tin được đâu. Ở cái đầu ngươi đó, đừng muốn y, chúng ta tìm chính là ngươi. À không phải tìm mày, tìm cái thằng phong lưu này thôi. Tìm ta à? Chính xác, người chính là tên công tử bạc tình bạc nghĩa nha ngươi. Rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi. Ngươi dám hủy hoại thanh danh của bọn ta, rồi muốn phủi mông rồi đi à? Hàng xóm láng giềng mau đến mà xem đây. Tên đàn ông phủ lông này làm sao hủy hoại thanh bạch con gái nha. Người ta là người lại không chịu trách nhiệm. Ta cũng có mà. Ta không quên biết tới người này đâu, ta đi nhé, bye bye. Nữ hiệp tên đường bố y háo sắc này sớm đã danh tiếng đầy mình, đức hạnh ngõ như ban ngày, còn do dự gì nữa. Hắn thậm chí còn khắc tên hắn lên người ta. Mày xăm tên mày lên ngực con gái người ta hả? Mọi người không tin ta, mau chừng chỉ tên này đi. Người khác tên mình lên con gái nhà người ta. Lùi 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 tí nữa em ơi. À, con bé Long Tương lần trước là đi tìm cái thằng đường bố y nè. Tại vì tỷ tỷ nhận được chuyện này, cảm ơn cung nhất định đòi lại công bằng.
À, Tương Tỷ gặp đại đệ rồi. Tí nữa thì Hàn Huyên sau. Bây giờ việc chính quan trọng hơn. Đường Bố Y ơi là Đường Bố Y, ngươi trộm trái tim ta nhưng lại không chịu trách nhiệm với ta. Ta đã không có được ngươi thì để con ngốc Cẩm Hương cung này băm nát ngươi vậy. Ai cũng đừng hòng có được ngươi. Con này nó tà tâm nha. Nó xin lỗi thằng Đường Bố Y, cuối cùng nó ăn không được thì nó mới gài cho thằng Đường Bố Y nè. Đường Bố Y ơi là Đường Bố Y, ngươi chẳng phải muốn che chở cho nữ tử trong thiên hạ sao? Vậy thì chết đi, ta cho ngươi chết với kiếm nữ nhân ngu ngốc này. Chính là cái chết không ai đối chứng, không ai họ thoát ra được chuyện gì cả, cũng không ai biết hài tử trong bụng ta là của ai. Ta nói cứng là của ngươi, ai dám nói không phải. Con nhỏ này hay đứa này rồi tội nghiệp su huynh mình. Đường Môn Phi Hiệp, Đường Bố Y hân hạnh. Nữ như hiệp cao danh đại tính như thế này, ta là Cẩm Hương Trung chủ Ôn phu nhân, tại hạ Long Tương vâng lệnh cho bộ hành tẩu giang hồ, thi hành tiết hoa, trừng phạt lệnh những kẻ bạc tình trên thế giới nhân gian. Các hạ có tên trong đó đủ loại chứng cứ, còn là gì chăn chối không? Hiểu lầm thôi mà, hiểu lầm thôi. Cho ngươi một cơ hội, nếu người sám hối là sẽ cho người gặp oan, không lấy mạng người, nếu không ngàn cố chống cự Cẩm Hương cung sẽ kiếm hạ cho bất kỳ tên dân tặc nào. Để đệ khống chế thằng Đường Vô Ý này cho sư tỷ chém nó nha. Thôi chơi kiểu này mắc dạy quá, nó chém thiệt cái là chết thằng sư huynh mình luôn á. Thôi có gì từ từ nói tỷ. Rồi sư huynh ta hơi xấu xa bị ổi nhưng mà không có làm chuyện thế đâu, đừng mà che tránh sang một bên. Ôi bãi 600 máu tiểu đệ à, đừng có nghịch ngu nữa chị giận đó. Đỡ em đỡ chứ chết luôn chị ơi. Đó đừng đánh em nha chị, để em đánh chị thôi, em đánh chị nè. Để làm gì đó đừng có quấy gối để. Đây phải cầm kiếm chiến đấu với thằng Đường Mới Huynh, hồi đó cũng do mình mà mạnh mồm á, có gì rút kiếm liền luôn đi, đừng có để nó nói nhiều quá, do bị thằng kia mà chơi ám khí một lần á. Chọt sư tỷ vài cái ai đó. Ê ê ê ê tỷ ơi, không không, nó không đánh mình. Ấy dạ, chết rồi, chết tôi rồi tỷ ơi, tỷ ơi. Cho né hoài vậy tỷ, đứng yên cho để em. Ừ rồi thủ thôi, để anh sư huynh mình chọn chọn đây rồi lát hết luôn, lát hết luôn. Ấy dạ, à, né được, né được 5 máu à. Tỷ ơi, tỷ ơi, này thì chiều cao nè, này thì võ công nè, cay rồi chứ gì. Cái gì đó, người ta này dám đối với ta như vậy à, ngươi làm sao vậy? Bất ngờ mà cái người đánh ta bay lên trời vừa rơi xuống đất thì nằm chỗ này rồi. Người tên khốn háo sắc này dám kỹ cho ta đó, khóc vậy. Nguy hiểm thật, giang hồ khi nào xuất hiện một nữ hiệp kiếm pháp tuyệt tình như vậy mà ta không biết. Lỡ đánh với bà chạy bà khóc đi luôn rồi, tôi làm gì mà đuổi nàng ta đi đó. Ta không có làm mà tự nàng ta dí mặt vào miệng ta mà. Thằng khốn nạn, ngươi thật cầm thú. Đúng rồi đó, ta làm gì khác nữa đây, đều bị ép mà. Ngươi đừng có tiện nghi phe mẹ, ta đảm bảo ngươi sẽ chém thành trăm mảnh. Đừng nhìn cô nương kia ngu ngu ngốc ngốc như thế, nhưng mà kiếm pháp rất là lợi hại đó, chiều nào cũng muốn độc mệnh ta cả. Không phải là đến nói là để đến giết ngươi sao mà. Thì đa số mọi người đều nói vậy cả, ra tay, nhưng mà ra tay vẫn có rất là chừng mực, đánh đến phân định thắng thua thì cũng gần thôi, rất ít người nào thật lòng muốn giết ta như nàng. Quay đầu ra còn ung dung tự tại cho rằng chắc mình thắng luôn, muốn tiêu hao hết thể lực của nàng, nào ngờ càng đánh thì càng dứt phát, ám khí trên người ta dùng hết rồi, không thể khống chế nàng được nữa. Kết quả thì ngươi chiếm tiện nghi của nhà người ta, chúng ta đường mong ít nhiều cũng có lỗi, nhưng chi cứu đến cùng thì lỗi của nàng là nhiều hơn chứ. Nàng muốn giết ta bị ngươi hôn rồi đánh đời, đâu có muốn đâu. Nghe đúng là hợp lý thôi, nhờ thực tế là rất là vô lý. Tứ đệ à, chạy đâu nhanh vậy, ta chỉ tưởng bị người ta chém chết ngay trước cửa nhà mình rồi mà ngươi cũng không đến giúp ta. Tương Tỷ cũng rất là táo bạo thật, dám ở cái mà địa bàn của Đường Môn, khách đấu đệ tử, đại đệ tử của Đường Môn luôn.
dám đưa ra cái lời tuyên bố chiến hại nữa, như vậy cũng không tốt đâu. Đường Môn với Cẩm Hương Cung không chừng, Cẩm Hương Cung không chừng cho ai kết tù với nhau đó. Tại sao huynh à, đây là thái độ như với ai vậy sao? Huynh cơ bản không biết là công lao của ta lớn lắm đó. Mời thống bộ phái nó đi gọi Conan hả? Kìa, nó gọi cái bộ đến đây. Hai người các ngươi phong tỏa lối vào đề phòng có kẻ bỏ trốn. Có. Còn các ngươi tốt nhất thành thật một chút. Đường tử đánh trống kêu quan, các ngươi kiện các ngươi tội vu khống, lễ tình các ngươi là phụ nữ, nhất thời hồ đồ lần đầu phạm tội, cho các ngươi một cơ hội tự thú, thẳng thắn sẽ được khoan thông. Chống cự thì bụng bự, trừng trị nghiêm khắc. Sao quan binh lại đến bắt người nhanh như vậy? Thằng mập chết tiệt, không phải là người giang hồ sao mà lại đi báo Conan như thế này? Cẩu quan bắt người phải có chứng cứ. Chứng cứ đâu, ở đâu, nói chứng cứ đâu, mau đưa ra xem. Cầm mồm. Bổn quan khuyên các người nhân lúc có thể mở miệng nên kỹ rồi hẳn nói, mỗi cái lời ngươi nói ra bây giờ có thể là bằng chứng chống lại ngươi trước tòa. Hai ả gian phu độc phụ các ngươi muốn mượn dao giết người không thành. Đường bố y có thể thương hoa tiếc ngọc, nhưng đường môn lại không phải dễ chọc. Bọn họ muốn trả thù bất kể đối phương là nam nữ già trẻ, trốn vào quan môn cũng không giữ được cái đầu đâu. Conan, anh Conan này bắt đầu mà dằn mặt nữa, dân xã hội đen đó, Yakuza đó, mà nó chi xác thì có trốn trong tù cũng chết thôi. Đừng bố y không nỡ với ta đâu mà, ta và hắn thật lòng yêu nhau cơ mà. Nếu không phải vậy lúc ta rơi xuống ao lần đó, sao hắn lại cứu ta? Cứu ta rồi phải chịu trách nhiệm chứ, bằng không bộ dạng đáng xấu hổ kia của ta bị hắn nhìn thấy mà. Con nỏng này, mày té xong được thằng đó, đừng bố y nó cứu, người không thì đòi gả cho nó hả? Danh tiết nữ nhi là quan trọng, nhưng không phải là cái cớ để người dùng nó uy hiếp người khác. Theo cách nói của người, sau này tất cả những người rơi xuống sông sẽ không ai dám cứu nữa. Cũng đừng mong sau này gặp nạn còn có người tốt bụng ra giúp đỡ nữa. Đúng đó, anh cán bộ này nói đạo lý rất là chính xác. À, con nỏng này nó nghe xong nó xuống nước liền. Bên gia tôi biết lỗi rồi, là nhân nữ nó khai hồ đồ cùng với tỷ tỷ này có kết vu vóng. Chưa gì nó khai rồi, sau khi khai rồi bản quan cũng trách bắt người mà thôi. Bị xử lý thế nào đó là chuyện của huyện nha. Các ngươi xúi dục giết người cho dù xử phạt nhẹ cũng khỏi tránh khỏi bị đánh mười mấy gậy, mấy chục hèo đó. Hai chục hèo là nát mông liền. Mười mấy hèo đánh xuống hài tử trong bụng ta làm sao giữ được nữa. Đây là gạt người sao? Ta tự thú rồi mà, sao còn phải phạt nữa? Phạt là phạt, lỗi là lỗi, người đâu dùng hình. Đó, hãy trả ác báo thôi. Tổng đại nhân à, đừng để hiệp à. Đại tống thần ngự tứ, ngân ngư đại ngự tiền đai đao, thiên hạ bắt dịch tổng chỉ huy sứ. Có thể đi khắp năm châu chi nã phạm nhân hành tổn dân giang hồ. Cái này chưa có dịch đâu không hiểu. Hai người là người quen biết cũ trên giang hồ, không phải lần đầu tiên giao thiệp với nhau. Gặp mặt chào hỏi trong lòng đã có ăn ý với nhau rồi, hóa ra là quen nhau từ trước hả? Hai vị nương tử đó đều là bằng hữu của ta, chỉ là đùa nhau chút thôi mà, không có ý kiện cáo gì đâu. Ờ, à, đường tử cáo dạng dõm chứ không phạt bọn họ, bản quan sẽ phạt đường tử. Không phạt bọn họ thì bản quan sẽ phạt là đường tử chết tử rồi. Khốn đại lưu huynh, đúng là thấy sắp quên bạn luôn. Rồi, cái này cũng không được, bản quan ơi. Đại sư huynh à, không được thì ngươi muốn thế nào? Bản quan để mặt ngươi danh tiếng khó mà có được, pháp hoại khai ân cũng phải có giới hạn thôi. Đại tống quốc cố phất quáp, gia của dâu quý nhìn không thể để mặt ngươi muốn làm gì thì làm. Hôm nay bản quan đã có mặt rồi, nhất định phải bắt ngươi về một mệnh. Không phải hai vị cô nương này là đường tử ngươi chọn đi. Nhỏ hơn 50 thì bắt sư đệ của ta đi, lớn hơn 50 ta có một lựa chọn tốt hơn để bắt. Anh em biết bắt thằng nào chưa? Cái thằng này nè. Tự nhiên đi bắt thằng này à, chết cụ rồi. Kịch trần luôn, 100 luôn. Ta chọn sư đệ của ta chịu hoạt. Ủa, ông nội đại du huynh này thiệt á, đi với ổng lần ổng có chuyện á. Đừng quen méo gì đến ta đâu. Đúng, ta tận mắt nhìn thấy hắn đánh trống kiều quan, cáo trạng giả mạo để nhân xem. Mà hắn cũng đúng là rất gian trá luôn. Thằng tứ này nó cũng hòa theo thằng đại luôn rồi. Tử huynh à, tử huynh à, đùa tí thôi, làm gì căng như vậy. Được rồi, công vụ bận rộn không có đùa nữa. Hai cô nương kia theo ý ngươi, hù dọa cái nàng một chút để không tái phạm, rồi thả về nhà được chưa? Rồi, diễn hòa vi ví đi mấy anh ơi. Tổng đại nhân à, nếu sau này gặp được cái mà bị áo trắng cẩm hương cung đó tên là Đông Tương kia thì giúp ta giải thích rõ ràng tới Tương tỷ á. Này cũng có chút bất thường, cái người đường môn không phải là làm việc thì tâm sở ý, không để đến cái lời dèm pha của người khác sao? Chẳng lẽ đường đại hiệp đã phải lòng có bị nữ hiệp kia rồi?
đại nhân đừng có đùa nữa. Nói thật là bổ công của nàng ta quá là cao siêu đi, người ta sợ chết. Rồi cũng đúng thiệt chứ. Nàng ta chém tới người ta chết không đỡ nổi, may có sư đệ thủ đoạn không mấy quan bình chính đại mới đuổi được người ta đi. Hồi nãy con bé Long Tương á, may mà còn quen biết với mình á, chứ mà 2-1 á, chứ không thôi là toàn hết rồi. Tí nữa người ta tiêu đời rồi. Chuyện này bất thường hơn cả ta tưởng nữa. Ta tưởng ngươi cũng kiên dèo võ công nữ tử kia chắc chắn là rất cao rồi. Rồi nghe gần giờ trong võ lâm là người cùng lứa như nàng ta cũng ai sánh bằng đâu. Mạnh hơn cả đột phách U Lan đó. Ta và hạ hầu cô nương nhiều năm không gặp, nhưng trước khi chia tay công lực của nàng ấy còn lâu mới bằng Long cô nương ngày nay. Chuyện này lớn có thể lớn, nhỏ có thể nhỏ, đừng có gây chuyện gì là tốt rồi. Ta sẽ huy động người tìm cô ấy. Trong lúc nàng con ở trong thị trấn này, ta sẽ thay ngươi giải thích rõ ràng hơn cái đầu đuôi câu chuyện. Thôi đã đạo đi nhân. Về mình còn chưa hết cái bản mặt nữa. Về nhưng ta vừa bị vu quan, vừa bị mà sản xuất tinh thần không được dùng sức, không bán được đồ nặng, biết làm sao bây giờ. Giỏi à, nhưng cũng không phải là tiểu nương tử xinh đẹp gì, còn hàng học người ta giận giỏi nữa. Được rồi, cho ngươi thêm tí tiền công, nó cho mình 300 nữa hay gì. Rồi ý 1.500 luôn. Đối với Long Tương mà nói, sóng gió bây giờ vẫn cuồn cuộn không ngừng. Em nó chạy đâu vậy? Mặt của ta sắp phối rửa rồi, chảy sông tắm luôn rồi. Gì nữa đây? Cái chuyện náo nhiệt mỗi lần như vậy à. Lần trước chặt củi chưa chưa sai người à. Lúc trước trời bỗng nhiên mưa, ta về còn đệ tử đu quần áo. Nói người ta linh tinh. Thôi đừng có gãi nữa, người đó sắp trở về rồi, người nói ai vậy? Có lù chưa chạy? Chưa có lưu được nữa, đi tiếp một chút nữa là lưu rồi xong, chúng ta nghỉ ra này ở đây. Còn có thể là ai nữa, rõ ràng mấy năm nay chưa có quay lại rồi, rất là đáng ghét luôn. Ai vậy? Bà già nào đó? Không sai, ta chính là sư thúc các ngươi đây, Đường Tiểu Lâu. Quả nhiên là bà ta, tòa lầu không thể vươn tới của đường môn đệ tử vết nhơ của chúng ta. Lâu rồi không lên núi kiểm tra võ công đám chỉ bối các ngươi, để ta xem nào. Vẫn còn vài gương mặt quen thuộc, sư thúc nhìn các ngươi đây rất là vui mừng đó. Bà chịu kia, ngươi như vậy vẫn chưa chịu cút à, đúng là mặt dày. Bà này là không thấy có cảm tình với bà đó nha. À, chào sư thúc, sao hôm nay người vội vàng như vậy? Một câu đưa thư lên thì vừa mới đến, chân trước chân sau đó đến rồi. Ta về nhà mẹ đẻ của mình còn phải gìn gan như vậy à? Được rồi, yên tâm, ngươi đừng có đánh trống lảng nữa, chuyện gì đến cũng phải đến thôi. Tần Nhi do người dạy dỗ đó, con giống như sư phụ vậy, con có dám cãi lời đâu. Má, thằng súc vật này, trời ơi gì. Nương tử, bọn con, cái gì mà nương tử? Không lẽ nó lái máy bay luôn à? Chắc là mẹ con thôi, má mẫu á quan lắm, con có thể lên một mình lên đường môn, đủ thấy căn cơ con trải qua khảo nghiệm, việc lái sư cứ là lo liệu. Vậy không được, để sư thúc, người này là ai, người có biết võ không? Kháng bảo danh sư đệ ở bên ngoài ghi không? Cầm mỏm cái thằng chịu hoạt kia, bất quá như là cái tên hạ nhân hèn mọn mà thôi. Đến bây giờ những mang họ chịu chứng tỏ cái người bốn con bảy người một nhà, cái người thật sự coi hắn như sư đệ sao? Cái người coi trọng nên tiểu tử đẹp trai như thế này à, mà đổ quan cho con trai nuôi của ta dám mạo danh hắn. Hắn ta có gì tốt đẹp, chẳng lẽ là đẹp trai? Đúng rồi đó, chẳng lẽ danh tiếng tốt đẹp cũng đúng luôn. Nói chuyện đi, câm hết rồi à, sư hút đang hỏi đó. Không ai giúp ta lên tiếng luôn. Tòng Nhi qua đây đứng cùng một phe đó ta, lấy nữa cái con diễn luyện bổ công người ta xem, ta dạy cái con ngoài chiêu. Muốn giảng nghĩa khí đúng không? Được thôi, cùng các sư huynh đệ chiêu đòn đi. Cái gì như này á? Tất cả các ngươi cùng đánh chịu hoạt, chết cụ rồi. Cái gì ta phạm tội gì mà đối xử với ta như vậy? Bây giờ vào cái gì? Một đệ tử ngoại môn không biết gì dám đánh con trai nuôi của ta. Sư hút có biết tại sao hắn phạm tội như vậy không? Ngươi thấy hắn lưu lạc Kha Vương đáng thương biết bao, tâm địa so với ngươi tốt hơn nhiều. Coi như hắn có phạm sai lầm đi nữa, ngươi cố tình chuyện bé xé ra to, khó gây khó dễ cho hắn. Chuyện này không phải là sự thật sao? Không có cái đấy đó đâu. Ý tao đọc mặt mày bây giờ. Đường Tiểu Lâu ra lệnh, ai dám không nghe? Cay dữ thiệt á. Người quá đáng, tất cả đều không chịu nè. Nhìn cái gì? Kính trọng ngươi là bậc tiền bối trong môn phái đó. Gặp người một tiếng sư cô, nói thật cho ngươi là đức cao quan trọng mà. Môn phái gặp nạn sao không thấy bóng người đâu? Đã anh đệ tử bắt đầu cai bả đó. Ta gã khỏi đường môn một cách dạng dở, từ đó trở thành người nhà khác. Thì sao? Chẳng lẽ sau này phải giúp cái ngươi lũ dốc nao mông rửa bôn à? Thấy con cháu dạy bảo dạy câu cái gì ra, ngươi tự mình gả vào đường môn vẫn thường xin về mẹ đẻ đi, hay vui phong gây khó xử cho mọi người cũng được.
Bây giờ tôi muốn mọi người đi đánh hội đồng một sư đệ trong môn phái tâm địa như thế nào vậy? Ta không đồng ý. Rồi có mấy anh sư huynh này rốt bụng hết. Ta muốn bắt nạt chịu phạt thì đó có ý riêng của ta chứ không có ai chỉ điểm sai bảo cả. Lời này nói không được. Cái người đồng phản đúng không? Biết kính già yêu trẻ không? Được rồi, ta sẽ đi nói với trưởng môn cho cái người biết thế nào lễ độ. Được mấy thằng sư huynh nào cũng tốt hết à. Chắc là cầu xin trưởng môn làm cái đệ tử cho thu cái thằng mà chịu hòa kia làm đệ tử, cái thằng khốn nạn nó đi bợ bà này nữa chứ, nhận bả là mẹ nuôi nữa chứ. Trời ơi, ta thấy trưởng môn đồng ý cũng có khả năng là đồng ý đó. Trước kia tam sư huynh tiếp quản vị trí thì vị sư cô ấy là người quản lý sổ sách à, chứ không khi mà ông Đường Tam á ổng làm cái chuyện giấy tờ á thì bà đó bả làm cái người đó, cái bà đó là làm cái công việc đó, đúng là công lao rất là lớn luôn vì môn phái bỏ lỡ Tử Thanh Sương. Nhìn thấy nàng sắp bước sang tuổi 40 mới đi xuất giá, lúc trước bà cũng cống hiến cho đường môn nhiều lắm, nên ông trường trưởng môn của mình á mới ban đầu thấy cảm thấy nợ cái bà đó. Cái thằng kia thì nó lừa nhiễu mỏ cho bà rồi, rồi xong rồi mẹ nuôi à, xin mời đi bên này, nhìn người vui mừng đắc ý quá, đừng có quên mọi thứ. Mẹ nuôi ngươi ở đường môn lâu hơn tuổi của ngươi, làm sao không biết đường, đi thôi. À, cái thằng nó vô nó thành đường môn với mình rồi. Tiễn ta đến đây được rồi, trưởng môn đồng ý cho ngươi học võ ở đường môn, ngươi cố gắng thể hiện đừng để người ta xem thường. Cũng đừng để người ta bắt nạt, cố gắng chứ. Tướng mạo của ngươi tuy hơi đẹp trai đó nhưng mà không bằng nhân vật chính đâu. Ta chỉ sợ ngươi hiền lành dễ bị người khác bắt nạt. Bà biết cái thằng này cháu nó ở nhà ngoan lắm không? Trời ơi là trời, nó phạm bao nhiêu tội á, chưa tử hình nó làm ai đó. Rồi, tôi hãy đem những bánh kẹo trái cây này để mà lên bồi thường cho người đó. Mẹ giống như mẹ ruột của con vậy, ta không có con trai, khó khăn mới nhận, mới cho ngươi nhận làm mẹ nuôi. Ta cũng háo hức rất là vui luôn. Sao chặt một con gà đem cho ngươi bồi bổ, bà này bả à, không có con nên bả nhận con nuôi. Nhưng mà nhận nghe cái thằng vô sĩ như thế này thì toan luôn rồi. Thẳng đến rồi đó. Các vị huynh trưởng trước đây đã hơi vô lễ tí, ta có chút bánh kẹo trái cây mua từ dưới núi, mỗi người một phần dân các vị huynh trưởng đây. Cái người vẫn anh ta là trẻ con 3 tuổi à, dùng kẹo ngọt để thu mua cái gì hả? Bên dưới đó có tiền kìa, thằng Triệu Hà này bây giờ nó mới nói thật lòng à. Cái gì có tiền cũng không cho ta biết, mẹ kiếp cái con bà béo đó, có tiền cũng không nói cho ta, trực tiếp cho ta làm người ta thích chết. Cái thằng này mắc dạy với thiệt á, bả nói bả đem trái cây bánh kẹo nhưng mà giấu dưới đó ít tiền để mà gọi là đút lót mấy ông sư huynh này nè. Tiền này ngươi bỏ vào hay là của cái mà sư bá bỏ vào? Tất nhiên là của ta, mẹ nuôi sợ ta mới đến không ai coi trọng, sợ bị ghét. Ta ngăn cũng không được, trong lòng cảm thấy áy náy nên cũng bỏ vào tí tiền, rất xin lỗi mọi người. Khốn nạn, ta đã tự bỏ tiền ra làm xin lỗi mọi người, không nhiều đủ tiền đủ thịt thôi, không ngờ bị phát hiện như thế này. Ngươi không ngờ cũng không tệ đó. Ta muốn mua món vũ khí mới. Cái thằng này nó khốn nạn dữ thiệt. Trời ơi, huynh đệ chứ nó hiểu lầm là có ai nói với ngươi, mong ngươi rộng lượng bỏ qua. Cái tiền này mua rượu đi, đẻo lấy cút đi. Người dám ngông cuồng, ta là đệ tử nội môn. Ủa, nó vô nội luôn rồi đó hả? Mình chơi 3-4 tiếng đồng hồ vẫn còn ngoại môn ở đây, giờ nó vô nội luôn anh. Sư muội ơi, hai đứa kết bạn với nhau đi chơi rồi. Ta luyện võ công chính là lãnh đạo như vậy thôi, người võ công rất cao cường đâu, chỉ là may mắn tí à, đánh thắng được sư huynh của ta không. Không biết, nói vậy là cũng có phần thắng à. Ta không dám đắc tội với người nữa rồi, ta không làm tổn thương người đâu. Mình nói đây nghe, ta chọc người đôi lúc không được giận, con này thì cái mỏ nó hổn lắm, còn con này thì nó lãnh đạo lắm. Suy nghĩ đơn giản đó, trời đánh sấm sét anh chịu luôn. Sau khi đánh thắng chúng ta đi chơi thôi, ngày người chơi gì gấp giấy thôi, chúng ta ra sau núi chơi nhé. Mình cũng ra sau núi luôn được không ta? Tiểu sư muội quen đồ bị dắt đi rồi, -13 điểm thôi, chúng ta luôn gái rồi tạm nghỉ ở đây ha, có thời gian người chơi tiếp. Game này càng chơi càng cuốn luôn á, cốt truyện nó làm rất là chặt chẽ với nhau, tình tiết nó phát triển rất là nhiều. 21 điểm võ công, 26 điểm thuốc, 1 điểm vàng.
bây giờ không biết làm gì nữa. Rồi thôi, ok, bye bye anh em. Có thời gian rồi chơi tiếp game này. Game rất là cuốn. Cốt truyện cũng mới vừa nhú lên tí thôi, nhưng mà cũng có nhiều điểm nhấn luôn. Đầu tiên là chuyện của hai huynh đệ nhà họ Diệp này nè. Cái thằng Diệp Vân Chu đó thì đi đâu mất tiêu rồi, có mỗi em gái nó ở đây thôi. Cái cốt truyện thứ hai là mình đi xuống núi rồi, là mình đi bắt con gà cho cái con sư tỷ nó nấu cho nhị sư huynh đó. Cuối cùng cũng gặp được cái thằng Diễu Mỏ đó, cũng gặp được cái mà Long Tướng Tỷ luôn. Long Tướng Tỷ thì Long Tướng Tỷ thì lại gặp cái vụ ở đường Bố Y bị hai con bé nó gài nạn với nó nữa. Nói chung là rất nhiều nút thắt. Rồi ok, bye bye anh em.